rể quý trời cho. chương 726, đối chiến lôi uyên hành. Nội kinh đại thành mà thôi, búng ngón tay là xong. Lôi uyên hành ngồi trên tảng đá không nhúc nhích, chỉ khẽ búng ngón tay, một viên đá nhỏ lấy tốc độ người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được bay tới vị trí mi tâm của lâm thanh diện. Tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người có mặt đều cả kinh, không nghĩ tới lôi uyên hành lại trực tiếp như vậy, không nói lời nào đã dùng sát chiêu với lâm thanh diện. Tông sư, là cao thủ nội kinh viên mãn, có thể búng ngón tay giết người, phóng lá bay giết người. Viên đá lôi uyên hành bắn ra uy lực không chút thua kém viên đạn. Audio điện tử võ tấn bền. Mắt lâm thanh diện hít lại, anh cảm nhận được uy lực của viên đá đó, nội kinh huyền kình trong cơ thể đồng thời vận chuyển, sau đó giơ phát tay lên, hất tay áo. Dùng sức mạnh hòa lẫn của chúng chuyển đổi phương hướng viên đá, bắn vào cột đá của tòa nhà trại giam cột đá lập tức xuất hiện lỗ thủng cỡ đầu ngón tay, xung quanh cũng nhanh chóng lan ra vết nứt như mạng nhện. Mọi người đều lau mồ hôi thay lâm thanh diệt, nếu vừa nãy viên đá đó đánh lên người anh, thì bây giờ e là anh đã là một thi thể rồi. Đồng thời, họ cũng bị thực lực của anh làm kính phục, đối diện với thủ đoạn của tông sư, anh lại có thể ung dung ứng đối như vậy, nếu đổi thành họ, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng lại đã chết rồi. Mặt lội huyên hành lộ ra kinh ngạc, Viên đá ông ta bắn ra ban nãy giết một cao thủ nội kình đại thành cũng dư giả, muốn ngăn cản ít nhất cũng cần thực lực nửa bước tông sư, mà Lâm Thanh Diện chỉ cần đơn giản như vậy đã hóa giải chiêu này của ông ta, điều này khiến ông ta bất giác có cách nhìn khác với anh. Xem ra cậu lợi hại hơn tưởng tượng của tôi, so với công tôn thắng, thiên phú của cậu càng khiến người ta kinh ngạc, nhưng đáng tiếc, đồ đệ của tôi là công tôn thắng, không phải cậu, cho nên hôm nay cậu nhất định phải chết. Lôi Uyên Hành trực tiếp đứng dậy, Lâm Thanh Diện híp mắt, không chút khiếp sợ, mở miệng nói, "Vậy thì để tôi lãnh giáo xem, sức mạnh tông sư rốt cuộc bao mạnh." Tất cả mọi người của ngục giam thứ năm đều có chút tiếc nuối nhìn anh, mặc dù anh vừa nhẹ nhàng hóa giải chiêu số của Lôi Uyên Hành, nhưng thực lực tông sư không chỉ đơn giản là viên đá đó, anh muốn sống sót trong tay Lôi Uyên Hành vẫn là hy vọng mong manh. Thiên phú của Lâm Thanh Diện quả thực là ngàn năm có một, trong số các thiên tài tôi gặp được nhiều năm như vậy, không ai có thể vượt qua cậu ấy tuy nhiên trời đố anh tài, khiến cậu ấy chọc tới cao thủ tông sư, thực đáng tiếc. Ngẫm nghĩ hơn 4 tháng này, Lâm Thanh Diện đã tăng thêm cho chúng ta bao nhiêu là vui vẻ, bây giờ tôi vẫn là có chút không nỡ, nếu tôi có thực lực tông sư cảnh, tôi nhất định sẽ đi lên giúp anh ấy. Hai, Muốn sống sót dưới tay tông sư nào đơn giản như vậy, như chúng ta, đi lên chính là chết, Lâm Thanh Diện có thể làm được tới bước này đã cực kỳ lợi hại rồi. Lôi uyên hành dưới chân dùng sức, khối đá to dưới người ông ta lập tức nứt thành vô số mảnh vụn. Tiếp đó, ông ta đá hết chúng sang chỗ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhảy lên, tránh đi phần lớn đá vụn, sau đó đá vài viên trong số đó về phía ông ta. Lôi uyên hành nhẹ nhàng đập tán chúng thành bột phấn, lúc này, Lâm Thanh Diện đã nhào tới trước mặt ông ta, không chút do so dự, một trưởng dung hợp nội kình và huyền kình đánh tới trước mặt ông ta. Thiên tinh trưởng Lâm Thanh Diện biết rõ sự lợi hại của Tông Sư, biết các chiêu thức bình thường đối với Lôi Uyên Hành mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, cho nên liền dùng một trong ba đại tuyệt chiêu Thiên Tinh Trưởng. Lôi Uyên Hành cảm nhận được uy lực trên trường của Lâm Thanh Diện truyền tới, ông ta cau mày, vốn cho rằng giây phút Lâm Thanh Diện lại gần ông ta thì tùy tiện một trường là có thể trực tiếp muốn mạng anh. Nhưng bây giờ chiêu số của anh lại ép ông ta phải nghiêm túc đối đãi, nếu ông ta không để chiêu này của anh vào mắt thì một tông sư như ông ta e rằng cũng phải bị thương trong tay anh chiêu này của cậu sao lại khác với võ cổ truyền thống như vậy? Uy lực còn mạnh như thế, cậu học được ở đâu? Sau khi lôi uyên hành ngăn cản trưởng của anh thì cao mày hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói tại sao tôi phải nói cho ông biết. Sắc mặt ông ta trầm xuống, không chút lười biếng, ông ta biết, người trước mắt này mặc dù chỉ tầm hơn 20 tuổi, nhưng đã đủ khiến ông ta nghiêm túc đối đãi rồi. Mọi người tầng lớp quản lý trại giam đều vì thực lực vừa lộ ra ban nãy mà chấn động trợn to mắt, họ căn bản đều cho rằng ở trong tay Lôi Uyên Hành, Lâm Thanh Diện sẽ kiên trì không được vài chiêu, lại không nghĩ tới khi hai người giao thủ, Lâm Thanh Diện không chút rơi vào thế hạ phong, điều này thực sự vượt ngoài tưởng tượng của họ. Lâm, Lâm Thanh Diện lại có thể ngang tài ngang sức với Tông sư, trời ơi, chẳng lẽ tên này đã đạt tới Tông sư cảnh rồi? OMG, cho tới bây giờ chúng ta vẫn là xem nhẹ tên này cậu ấy rốt cuộc che giấu bao sâu, chẳng lẽ cậu ấy đã bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ rồi sao, cho nên mới có thực lực hiện tại. Lâm Thanh Diện và Lôi Uyên Hành giao thủ mấy chục chiêu, không hề thua thiệt, nhưng anh hiểu rõ, anh có thể làm được tới đây là kết quả do nội kinh và huyền kinh đều phát huy đến giới hạn lớn nhất. Thời gian anh có thể duy trì trạng thái này cực kỳ ngắn ngủi, một khi huyền kinh và nội kinh trong cơ thể đều hao tổn hết thì anh sẽ biến thành một con dê đợi làm thịt, Đến lúc đó mới thật sự là xong đời, cho nên anh cần tốc chiến tốc thắng. Cũng đã mấy chục chiêu mà vẫn không thể giải quyết được Lâm Thanh Diệt, lời uyên hành cũng trở nên có chút nôn nóng, hơn nữa ông ta cứ cảm thấy sức mạnh của anh có chút kỳ quái, giống như nội lực nhưng lại có khác biệt rất lớn, điều này khiến trong lòng ông ta không nhịn được sinh ra chút suy đoán. Là cao thủ tông sư uy danh lừng lẫy, kiến thức của ông ta cũng không phải là người thường có thể so sánh. Nhóc con cậu nói cho tôi biết chiêu số cậu dùng rốt cuộc là học được ở đâu tôi có thể suy nghĩ để lại một mạng cho cậu lôi uyên hành nhìn anh nói nằm mơ lâm thanh diện hét lên một tiếng với ông ta sau đó lại đánh một trường sang yêu nguyệt chiêu thức thứ hai trong ba đại tuyệt chiêu trực tiếp đánh tới ngực lôi uyên hành ánh mắt ông ta trầm trọng không dám lơ là lập tức dùng hết toàn bộ sức lực ngăn cản sức mạnh một kích toàn lực của tông sư bùng nổ lâm thanh diện thoáng chốc cảm thấy ngực buồn bực thân thể bay về phía sau, khóe miệng chảy ra tia máu. Lôi uyên hành cũng vì sức mạnh yêu nguyệt bạo phát mà lùi về phía sau vài mét, lòng bàn tay ông ta truyền tới cảm giác tê liệt, một nội kinh đại thành lại có thể ép ông ta tới bước này đã cực kỳ khiến người ta chấn động rồi. Lâm thanh diện hít sâu một hơi, ổn định thân hình của mình, mặc dù bị thương nhưng ảnh hưởng không lớn lắm, anh vẫn có sức tiếp tục chiến đấu. Đôi mắt lôi uyên hành nhìn chằm chằm lâm thanh diện, sau đó ông ta như nhớ ra gì đó, toàn thân trở nên có chút liều lĩnh, ông ta bay tới trước mặt anh, chất vấn, huyền kinh. Cậu dùng huyền kinh, có phải không? chương 727, đột phá. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của ông ta, sắc mặt cũng biến đổi, không nghĩ tới ông ta lại biết sự tồn tại của huyền kinh. Ông đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu. Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng. Huyền kinh xem như là bí mật của anh, Trước khi làm rõ sức mạnh này rốt cuộc là chuyện gì thì anh tuyệt đối không thể nói chuyện mình có huyền kình cho người khác biết. Hơn nữa nhìn phản ứng của lôi uyên hành sau khi đoán được mình dùng huyền kình, Lâm Thanh Diện cũng có thể suy luận ra huyền kình tuyệt đối không đơn giản. Có thể khiến một vị tông sư mất khống chế như vậy thì tất nhiên huyền kình dính líu cực kỳ lớn. Đừng ở đây giả bộ hồ đồ với tôi, cậu có thể dùng thực lực nội kình đại thành đánh với tôi ra như vậy, ngoài trừ tu luyện huyền kình, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác lôi uyên hành trực tiếp vạch Trần Anh. Mấy năm nay, tôi luôn tìm kiếm phương pháp tu luyện huyền kinh, vì manh mối thực sự quá ít, tôi luôn cho rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, nhưng điều khiến tôi không nghĩ tới là hôm nay lại có thể kiến thức tới uy lực của huyền kinh trên người cậu. Có thể lấy thực lực nội kinh đại thành đối chọi với sức mạnh của tông sư cảnh, xem ra huyền kinh quả nhiên như trong gia phổ lôi ra tôi nói, nắm được huyền kinh mới thật sự là nắm được sức mạnh. Lâm Thanh Diện, cậu nói cho tôi biết cách tu luyện huyền kinh, tôi có thể bỏ qua một mạng cho cậu, hơn nữa đồng ý nhận cậu làm đồ đệ, có lôi uyên hành tôi ở đây, sau này tuyệt đối sẽ không có ai dám có ý đồ với cậu, cậu thấy thế nào? Dáng vẻ lôi uyên hành lúc này khá mất khống chế, nhưng ông ta không để ý nữa, sau khi đạt tới tông sư cảnh, thứ ông ta theo đuổi chỉ có sức mạnh, nhưng giới hạn thiên phú, tông sư cảnh đã là cực hạn của ông ta rồi, ông ta cũng là vô ý mở xem ra phổ mới biết được sự tồn tại của huyền kinh. Nghe nói sức mạnh mà huyền kình có thể bộc phát ra gấp nội kình mấy lần thậm chí mấy chục lần, chỉ cần ông ta có thể có được phương pháp tu luyện huyền kình, vậy thì có thể tiến thêm một bước trên cảnh giới vốn có. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ này của ông ta, trong lòng càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của huyền kình, đối diện với điều kiện ông ta nói, anh không chút động lòng, anh không chút nào tin tưởng vì tông sư ban nãy còn thề nguyền son sát muốn giết chết mình, hơn nữa lôi uyên hành rất có khả năng giết anh sau khi anh nói ra phương pháp tu luyện huyền kinh dù sao thì lôi uyên hành cố chấp với sức mạnh như vậy, ông ta sao có thể để trên đời này tồn tại một người khác nắm giữ huyền kinh, đặc biệt là thiên phú của người này còn khủng bố như vậy. Đừng ở đây nói linh tinh, chiến đấu còn chưa kết thúc, phân tâm thì sẽ xui xẻo đó. Lâm Thanh Diện nói một câu với ông ta, lòng bàn tay đã tích lũy sức mạnh, anh tranh thủ lúc ông ta nói chuyện ban nãy mà chuẩn bị xong chiêu cuối cùng trong ba đại tuyệt chiêu. Lôi uyên hành hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cậu đừng không biết tốt xấu ở đây, nếu cậu không nói, kết cục của cậu chỉ có thể là con đường chết. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, vậy sao, ông tiếp được chiêu này của tôi rồi nói đi. Anh đẩy lòng bàn tay mình ra ngoài, sức mạnh mang theo khí thế kinh thiên động địa thoáng chốc tràn ra khắp nơi. Kinh Lôi Trưởng, chiêu thức cuối cùng trong ba đại tuyệt chiêu, mang theo sức mạnh toàn thân của Lâm Thanh Diện bao trùm về phía Lôi Uyên Hành. Sắc mặt ông ta biến đổi không nghĩ tới anh còn giấu sát chiêu khủng bố như vậy, ông ta nhanh chóng quyết định, trực tiếp dùng chiêu số mạnh nhất của mình. Nhóc con, là cậu tự tìm chết, không thể trách được tôi. Sức mạnh toàn thân lôi uyên hành khối động, sau đó cũng đánh một trưởng về phía lâm thanh diện. Thám vân trưởng, hai trưởng đối chọi, khí lực cường đại bùng nổ khắp bốn phía, mấy cây đại thụ cách khá gần hai người đều bị khí lực này đánh trúng, trực tiếp bật gốc. Đám người tầng quản lý nhà giam thấy một màn này đều sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cuộc chiến của Lâm Thanh Diện và Lôi Uyên Hành lại có thể đạt tới mức độ này, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một đống bụi đất bay lên, trực tiếp bao trùm lấy họ, khiến đám người không cách nào nhìn rõ hai người họ bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào. Trong bụi đất, Lâm Thanh Diện ngã trên đất, ngục máu tươi từ trong miệng phun ra, trưởng vừa rồi hoàn toàn lấy hết tất cả sức mạnh trong cơ thể anh đây là lực chiến đấu mạnh nhất anh có thể bạo phát ra hiện tại. Mà chính vì cú va chạm ban nãy, Lâm Thanh Diện mơ hồ cảm nhận được nút chai của huyền kinh tiểu thành mà anh đạt tới dường như đã lỏng lẻo Anh không chút do dự, nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tính tâm cảm ngộ cảm giác xuất hiện trong lòng, nếu không ngoài dự đoán, anh rất nhanh sẽ có thể đột phá tới huyền kinh đại thành. Bên khác, lội huyền hành cũng nửa quỳ trên mặt đất, khóe môi có tiêm máu, sắc mặt còn tái nhợt hơn ban nãy vài phần kích mạnh nhất này của Lâm Thanh Diện lại khiến một vị cao thủ tông sư cảnh như ông ta chịu trọng thương, điều này khiến Lôi Uyên Hành càng thêm khát vọng phương pháp tu luyện huyền kinh, chỉ cần Lâm Thanh Diện còn sống, ông ta nhất định phải hỏi ra phương pháp tu luyện từ trong miệng anh. Chiều đó của Lâm Thanh Diện mặc dù rất mạnh, nhưng ông ta cũng dùng công kích mạnh nhất của mình tiếp nhận, ông ta bây giờ bị thương nặng, tình hình của Lâm Thanh Diện nhất định còn tệ hơn ông ta, nếu không ngoài dự đoán thì anh hẳn đã không còn lực chiến đấu, trong tình huống này, ông ta muốn hỏi ra gì đó từ trong miệng anh cũng không tính là khó khăn. Ông ta cắn răng đứng dậy, đi từng bước tới chỗ anh, xuyên qua bụi đất, rất nhanh, ông ta đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang ngồi xếp bằng trên đất. Lâm Thanh Diện, thực lực của cậu có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, đây chính là sức mạnh huyền kình cho cậu, nếu tôi có thể luyện thành huyền kình, thực lực nhất định có thể đột phá cấp độ tông sư, đến lúc đó, khắp thiên hạ này còn ai là đối thủ của tôi tôi biết trong lòng cậu có điều cố kỵ, nhưng cậu hẳn hiểu rõ, cậu bây giờ dù có huyền kình cũng vẫn không phải đối thủ của tôi, nếu lại cho cậu thêm một khoảng thời gian, có lẽ tôi thật sự có khả năng bại trên tay cậu, nhưng cậu bây giờ đã không còn cơ hội này nữa. Một kích ban nãy hẳn đã là cực hạn của cậu rồi đi, mặc dù tôi trọng thương, nhưng vẫn có thể lấy tính mạng cậu dễ như trở bàn tay, cậu hẳn hiểu rõ tình cảnh của cậu bây giờ, mau giao phương pháp tu luyện huyền kình ra đi. Nói rồi, ông ta vươn tay về phía Lâm Thanh Diện. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện bỗng nhiên mở mắt, khí thế chán nản trên người anh chớp mắt biến mất không còn tâm tích, khí thế quanh người không ngừng trở nên cường đại, sức mạnh trong cơ thể cũng liên tục nâng cao. Cuối cùng, vào thời khắc giao thủ sống chết với Tông Sư, huyền kinh trong cơ thể Lâm Thanh Diện đã đột phá tới cảnh giới đại thành, anh cảm thấy sức mạnh đã cạn kiệt của mình như suối nguồn chảy ra. Lúc này, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình có năng lực hủy thiên diệt địa, Lôi Uyên Hành cảm nhận được biến hóa trên người anh, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc kêu lên, chuyện này sao có thể? Khí thế trên người cậu sao còn mạnh hơn vừa rồi? Lâm Thanh Diện cười với ông ta, nói, ông quá lắm lời, không có chút dáng vẻ tông sư nào. Nói xong, anh bỗng nhiên đứng dậy, lấy tốc độ Lôi Uyên Hành không cách nào nhìn thấu trực tiếp bóp cổ ông ta, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất. Chương 728, cái chết của tông sư. Lôi Uyên Hành phản ứng tức thì, Lập tức tránh thoát khỏi tay Lâm Thanh Diệt, là một cao thủ tông sư, cho dù bản thân có bị trọng thương thì cũng không thể ngồi chờ chết được. Nhưng đúng vào lúc ông ta đang vận nội kình, một sức mạnh mà ông ta khó có thể tưởng tượng được quét qua toàn thân ông ta, đè lại tất cả nội kình của ông ta. Tại, tại sao? Trong mắt Lôi Uyên hành lộ ra sự kinh hãi, ông ta đã trở thành tông sư nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như bây giờ lâm thanh diện mở miệng cười nói thật ra tôi nên cảm ơn ông mới đúng nếu không có trận chiến này với ông thì tôi cũng không thể nào đột phá tới huyền kinh đại thành huyền huyền kinh đại thành cậu thật sự có biện pháp tu luyện huyền kinh hai mắt lôi uyên hành trừng tròn xoe đúng vậy việc đã đến nước này tôi cũng không cần giấu giếm ông nữa chính là bởi vì huyền kinh nên ông mới có thể rơi vào kết cục hiện tại lúc đầu tôi cũng không định giết ông nhưng không ngờ ông lại biết đến sự tồn tại của huyền kinh nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài chắc chắn tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khác cho nên tôi nhất định phải diệt khẩu để đảm bảo sự an toàn của mình lâm thanh diện chậm rãi mở miệng lôi uyên hành lập tức căng thẳng cắn răng nói cậu tha cho tôi đi tôi cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này về sau tôi cũng sẽ không tới tìm cậu báo thù đâu rất xin lỗi tôi không thể tin ông được lâm thanh diện nói một câu vì để tránh cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn anh không tiếp tục do so dự nữa mà trong nháy mắt bóp lấy cổ tay lôi uyên hành dùng sức, răng rắc một tiếng, thân thể lôi uyên hành liền mềm nhũn đổ xuống. Lôi uyên hành một đời tông sư, lại cứ như vậy chết ở trong tay Lâm Thanh Diện. Sau khi giải quyết xong lôi uyên hành, Lâm Thanh Diện ném thi thể của ông ta xuống đất, sau đó dưới chân truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng, cả người lui hai bước về phía sau. Mặc dù anh đã đột phá đến trình độ huyền kinh đại thành, nhưng sức mạnh bạo phát ra vừa rồi chỉ là tạm thời, Trước lúc này, anh vẫn còn đang bị trọng thương, đột phá cũng không thể khiến thương thế của anh khỏi hẳn được. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Thanh Diện cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Mặc dù anh chỉ mới đạt tới huyền kinh đại thành nhưng thực tế còn mạnh hơn cấp tông sư một chút rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện cảm nhận được sự thỏa mãn mà sức mạnh mang lại cho anh. Bây giờ thậm chí anh còn cảm thấy hơi chờ mong, đó là khi nội kinh và huyền kinh cùng đạt tới trình độ viên mãn, Sức mạnh của anh sẽ tăng đến mức độ nào? Cách đó không xa, bọn người tống côn và tên mập đang nghiêm túc nhìn đám bụi đất trước mặt, không ai biết được bây giờ bên trong đang xảy ra chuyện gì, cuộc chiến vừa rồi giữa Lâm Thanh Diện và Lôi Uyên Hành đã cho bọn anh cú sốc quá lớn rồi. Mặc dù thiên phú của Lâm Thanh Diện rất đáng kinh ngạc, hơn nữa sức mạnh của anh khiến cho không người nào có thể tưởng tượng được, nhưng dù thế nào thì đối thủ của anh cũng là một vị tông sư, cuộc chiến vừa rồi chỉ sợ Lâm Thanh Diện choáng váng rồi mới hơn 20 tuổi mà đã có thể đấu được với một vị tông sư thành danh đã lâu hơn nữa còn chơi mức độ này, thật đúng là trước anh không có ai, sau anh lại càng không có, bất kể như thế nào thì cái tên Lâm Thanh Diện này, cả đời tôi cũng sẽ không quên. Đấu với tông sư, với sức mạnh của tôi chỉ sợ là ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, vậy mà Lâm Thanh Diện lại làm được tới mức này, thật sự là lợi hại mà. Trên mặt Tống Côn cũng lộ ra một tia bội phục cho dù lâm thanh diện đã đỡ được một chiêu vừa rồi của lôi uyên hành thì kết quả cuối cùng như thế nào cũng không ai biết được cho nên anh ta rất là lo lắng cho tình trạng hiện tại của lâm thanh diện nếu như lâm thanh diện cứ như vậy mà chết ở trên tay lôi uyên hành vậy quả thực là đáng tiếc lão đại anh thật sự là quá ngu mà với thiên phú của anh muốn đạt tới cảnh giới tông sư không phải là chuyện sớm hay muộn sao tại sao anh cứ phải đối đầu với lôi uyên hành ở thời điểm này chứ tôi còn chưa báo đáp được ân tình của anh đối với tôi nữa anh ra đi như vậy khiến tôi... Mặt mũi của tên mập nặng nề nói. Mấy người mau nhìn xem, có người vừa đi ra từ bên trong. Lúc này có người mở miệng hô một câu. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía bên kia, tên mập cũng ngừng làm nhảm, mặc dù anh ta cảm thấy lâm thanh diện không thể nào thắng lôi uyên hành được, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Trong bụi đất, một dáng người gầy gò nhưng đầy mạnh mẽ rắn giỏi dần dần hiện rõ. Đám người vì sự xuất hiện của người này mà lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhất của mình từ trước tới nay. "Là, là Lâm Thanh Diện, đúng là anh ấy, đây chẳng phải nói rõ, người thua chính là Lôi Uyên Hành hay sao?" Rất nhiều người nuốt nước bọt, không ai ngờ kết quả trận đấu hôm nay lại ngoài dự liệu như thế. Sau khi Lâm Thanh Diện đi ra từ trong bụi đất liền nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó dùng một giọng nói bình thản nói với mọi người, "Lôi Uyên Hành đã chết." vẫn phải xin nhờ mọi người giúp đỡ thu dọn thi thể của ông ta. Lời này của anh như là sấm đánh bên tai mỗi người, nghe xong tất cả mọi người đều tê cả ra đầu. Tông sư lôi uyên hành danh chấn đại giang Nam Bắc, vì để báo thù cho đồ đệ của mình mà không quản đường xá xa xôi, đuổi tới nhà tù thứ năm này, cuối cùng không ngờ lại chết ở đây, nếu chuyện này truyền về nước C chắc chắn sẽ khiến toàn bộ giới cổ võ chấn động. Tống Côn nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt phức tạp, bốn tháng trước trong mắt anh ta tên này vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi có thiên phú không tồi vậy mà chỉ sau bốn tháng tên nhóc này đã đánh chết được tông sư lôi uyên hành ở trước mặt nhiều người như vậy sự chấn động này không thể nói rõ ra bằng lời được tên mập lập tức kêu lên lão đại anh thật sự quá trâu rồi đây chính là tông sư đó vậy mà anh lại giết được một vị tông sư vừa rồi tôi còn tưởng người thua là anh cơ đấy xem ra tôi thật sự đã quá coi thường lão đại anh rồi Lâm Thanh Diện trừng mắt với tên mập một cái, sau đó đi tới trước mặt bọn người Tống Côn, chắp tay nói với Tống Côn, "Đa Tạ trưởng ngục giam đã khoản đãi tôi trong hơn 4 tháng này, bây giờ Lôi Uyên Hành đã chết, trưởng ngục giam cũng không cần phải lo lắng cho tôi nữa rồi." Tống Côn cũng đưa tay lên, ôm quyền nói với Lâm Thanh Diện, "Cậu rất mạnh, tôi có thể tưởng tượng ra toàn bộ giới cổ võ sẽ bởi vì sự tồn tại của cậu mà có thêm chút màu sắc." Lâm Thanh Diện cười cười, "Nói quá khen rồi." Lúc này Lâm Thanh Diện đã đạt đến trình độ mãn kỳ của Tống Côn, cho nên ánh mắt anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng không phải là bề trên đang nhìn bề dưới, mà là bình đẳng đối mặt. Lâm Thanh Diện cũng không ở lại lâu, sau khi cùng Tống Côn nói thêm vài câu, anh liền dẫn tên mập rời khỏi nơi này, bây giờ trước tiên nhất anh cần phải chữa trị vết thương của mình đã, sau đó mới suy nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Sau khi Lâm Thanh Diện và tên mập rời đi không bao lâu, có một người đi đến trước mặt Tống Côn mở miệng nói, trưởng ngục giam, Lâm Thanh Diện này đi rồi nhưng anh ta lại để lại cho ngục giam chúng ta một phiền phức rất lớn. Phiền phức gì? Tống Côn quay đầu lại hỏi một câu. Bây giờ trong ngục giam của chúng ta có rất nhiều người đã bắt đầu làm giống như Lâm Thanh Diện chiếm đỉnh núi trồng khoai tây, bọn họ ở chung với nhau vô cùng hài hòa mà trước nay chưa từng thấy, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ bắt đầu xưng huynh gọi để cùng nhau nướng khoai tây ăn mất. Bọn họ đều là phạm nhân, ngục giam chúng ta vốn dự tính là để bọn họ tự giết lẫn nhau coi như đền bù sai lầm, bây giờ ngược lại nơi này lại biến thành thiên đường dưỡng lão của bọn họ luôn rồi. Nghe người kia nói xong, Tống Côn cũng nhíu mày lại, như vậy xem ra đúng là Lâm Thanh Diện đã để lại cho ngục giam thứ năm một phiền phức rất lớn rồi. Chỉ có điều Lâm Thanh Diện đã rời khỏi đây, làm sao có thể quan tâm đến tương lai sau này của ngục giam thứ năm nữa chứ? Những vấn đề này khiến cho Tống Côn cũng cảm thấy nhức đầu chương 729, Giang Thu Nguyệt xấu hổ. Phố người hát ở nước M, Tổng hội Liên minh nước hát. Bên trong phòng khách, Giang Thu Nguyệt đang ngồi ngẩn người ở trên ghế, giữa hai đầu lông mày của cô ta mang theo một tia yêu sầu, trong đôi mắt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Giang Trấn đi tới, nhìn thấy con gái mình như vậy liền mở miệng cười nói, Nguyệt Nguyệt, con lại đang nghĩ đến Lâm Thanh Diện đúng không? Giang Thu Nguyệt bị câu nói của Giang Trấn kéo suy nghĩ trở lại, sau khi kịp phản ứng Giang Trấn đang nói cái gì, khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ bừng lên. "Ba, ba đang nói nhảm cái gì vậy? Con đang suy nghĩ về chuyện của tứ đại gia tộc, con và tên kia mới quen biết được bao lâu đâu mà con phải nhớ tới anh ta chứ." Giang Thu Nguyệt vội vàng mở miệng giải thích. Vẻ mặt Giang Trấn giống như là đã hiểu rõ tất cả, cười nói: "Nguyệt Nguyệt, con đừng có mà nói dối ở trước mặt ba, nếu con không nghĩ tới thằng nhóc kia vậy thì cái túi thơm ở trong phòng con kia là thêu cho ai?" Giang Thu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói: "Ba, ba lại đi nhìn lén đồ vật ở trong phòng của con." "Ba không hề nhìn lén đâu nha, là lần trước ba đi tìm cái chổi không cẩn thận nên nhìn thấy, Nguyệt Nguyệt, con là con gái, thích một chàng trai ưu tú cũng không phải là chuyện mất mặt gì, con cứ thừa nhận đi." Giang chấn mở miệng. Giang Thu Nguyệt không nói nên lời, cô ta không biết vì sao mình lại có một người ba thích tám chuyện như vậy nữa. Hừ quỷ mới muốn thừa nhận với ba, con đang nhớ tới anh ta đấy nhưng con không thừa nhận thì ba làm gì được con, trừ phi. Trừ phi ba có thể khiến cho anh ta xuất hiện ở trước mặt của con ngay bây giờ. Giang Thu Nguyệt tức giận nói một câu, nhưng cô ta lại hoàn toàn không ý thức được lời này của cô ta là thừa nhận nhưng lại theo một cách khác. Giang Trấn mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Giang Thu Nguyệt, ông ta vừa định nói mình không có bản lĩnh này thì đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng khách bị đẩy ra. Hai người đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy? Hai người nghe thấy giọng nói này đều nhanh chóng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện và tên mập đang đứng ở cửa, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh hoặc nói đúng hơn là sợ hãi. "Lâm, Lâm Thanh Diện, sao anh lại tới đây?" Giang Thu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện một cách khó tin, sau đó lại nhìn sang Giang Trấn một chút, cô ta nghi ngờ Giang Trấn và Lâm Thanh Diện đã thông đồng với nhau vừa rồi chính miệng cô ta đã nói là nếu bây giờ Lâm Thanh Diện xuất hiện, cô ta sẽ thừa nhận là mình đang nhớ anh, kết quả là một giây sau Lâm Thanh Diện liền xuất hiện, nếu như nói là trùng hợp vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Vẻ mặt Giang Trấn cũng sững sờ, lộ ra biểu cảm tôi thật sự không biết cái gì hết, vừa rồi ông ta cũng chỉ nói đùa với Giang Thu Nguyệt thôi, ai ngờ vừa nói tới Lâm Thanh Diện thì anh lại ngay lập tức xuất hiện. Lâm Thanh Diện, không phải bây giờ cậu đang ở ngục giam thứ năm à, vì sao lại trở về? chẳng lẽ là cậu vượt ngục giang trấn mở miệng hỏi lâm thanh diện cười đi tới nói là bọn họ thả tôi ra giang thu nguyệt nhìn lâm thanh diện đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộn lên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì người mà mình ngày nhớ đêm mong lại đột nhiên xuất hiện khiến cho cô ta luống cuống tay chân này sao mặt cô lại đỏ như vậy cô bị ốm à lâm thanh diện mở miệng hỏi ha ha chúng tôi vừa mới nhắc tới cậu đấy con nhóc này nói là nếu như cậu xuất hiện thì nó sẽ thừa nhận nó đang nhớ cậu. Kết quả là cậu lại thật sự xuất hiện, xem ra đây cũng là sự sắp xếp của Thượng Đế rồi. Giang Trấn không che giấu chút nào nói ra. Suy nghĩ muốn một tay bóp chết Giang Trấn cũng đã nảy ra trong đầu Giang Thu Nguyệt rồi. Cô ta thật sự không biết ba mình bị ngốc thật hay là giả vờ ngốc nữa. Vậy mà không cần suy nghĩ đã trực tiếp nói chuyện kia cho Lâm Thanh Diệt. Thế này bảo cô sau này còn gặp người khác thế nào. Lâm Thanh Diện cũng hơi xấu hổ, không ngờ hai người bọn họ lại đang nói chuyện này. Lúc này tên mập đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Diệt nghĩ thầm tốt xấu gì thì mình cũng được coi em trai của Lâm Thanh Diệt, làm gì cũng phải biểu hiện tốt một chút mới được, liền quay sang nói với Giang Thu Nguyệt, em chào chị dâu, chị dâu quả thực là xinh đẹp, cùng với lão đại của em quả là rất xứng đôi. Lời kia của anh ta vừa thốt ra khiến cho Giang Thu Nguyệt vốn đã vô cùng xấu hổ bây giờ khuôn mặt lại càng đỏ thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng sáng hơn, Mặc dù lời của tên mập này khiến cô ta vô cùng xấu hổ nhưng có người cảm thấy cô và Lâm Thanh Diện xứng đôi, chuyện này vẫn khiến cô ta động lòng. Lâm Thanh Diện trực tiếp đạp một cước vào mông tên mập khiến cho anh ta nhảy lên vì đau, quát cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy, chị dâu của cậu đang ở nước xê cơ mà, vị này là con gái của hội trưởng Tổng hội Liên minh nước hát, cứ đợi đấy lát nữa hội trưởng Giang sẽ xử lý cậu. Tên mập lập tức hối hận, không ngờ cô gái xinh đẹp này lại không phải vợ của Lâm Thanh Diện nên anh ta cũng hơi xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi Giang Thu Nguyệt. Sau một phen ẩm ý, cuối cùng bầu không khí trong phòng khách cũng bình thường trở lại, ánh mắt của Giang Thu Nguyệt vẫn không dám nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện như cũ, bình thường vốn là cô chủ lạnh lùng, giờ phút này lại e lệ như một cô gái nhỏ. Mấy người ngồi xuống ghế, Giang Trấn tò mò nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, Lâm Thanh Diện, tù giam số 5 được xưng là luyện ngục, rốt cuộc là cậu làm cách nào mà có thể ra khỏi đó được. Không đợi Lâm Thanh Diện mở miệng, tên mập ngồi bên cạnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt đầu kể lại sự tích của Lâm Thanh Diện ở ngục giam thứ năm. Khi biết Lâm Thanh Diện trồng khoai tây ở ngục giam thứ năm, cả hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự không ngờ vậy mà Lâm Thanh Diện lại nghĩ ra biện pháp như vậy, để cho mình sống tốt hơn một chút ở ngục giam thứ năm. Cả hai người đều chăm chú lắng nghe tên mập dùng giọng nói êm tai kể lại sự tích của Lâm Thanh Diện, tận đến khi tên mập nói đến đoạn Lâm Thanh Diện dùng khoai tây đổi lấy phiếu bầu của tất cả mọi người trong ngục giam thứ năm, trên mặt đều lộ ra vẻ xúc động. Suy nghĩ của Lâm Thanh Diện quả nhiên không theo lẽ thường. Thật sự không ngờ toàn bộ ngục giam thứ năm bởi vì sự xuất hiện của cậu mà lại có sự thay đổi lớn như vậy, nếu như người bên trong thật sự không còn tàn sát nhau nữa mà bắt đầu chuyển sang trồng khoai tây, chỉ sợ quản lý ngục giam sẽ đau đầu muốn chết." Giang trấn mở miệng cười. "Thật ra anh không nên vội vàng ra ngoài như vậy, chắc chắn anh cũng biết rõ là Lôi Uyên Hành sẽ không bỏ qua anh, bây giờ anh ra nếu như bị Lôi Uyên Hành biết được, chắc chắn ông ta sẽ đuổi theo truy sát anh." Giang Thu Nguyệt có chút lo lắng cho Lâm Thanh Diện. Tên mập đột nhiên nở nụ cười, nói "Cái này thì cô lại càng không cần lo lắng." Lúc tôi đi theo lão đại từ trong mục giam ra, đã gặp phải Lôi Uyên Hành. Sắc mặt Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều biến đổi, không hiểu sao trong lòng đều sinh ra một tia khẩn trương. Hai cậu gặp phải Lôi Uyên Hành, chẳng lẽ ông ta không làm gì hai cậu à? Giang Trấn mở miệng. Đương nhiên là có, chỉ có điều hai người không thể nào đoán được kết quả đâu. Tên mập cười thần bí tiếp theo liền dùng giọng điệu sinh động như thật kể lại trận chiến giữa Lâm Thanh Diện và Lôi Uyên Hành ở bên ngoài nhà tù một cách vô cùng khoa trương cho hai người kia nghe. Cái gì, Lâm Thanh Diện giết Lôi Uyên Hành rồi. Sau khi nghe tên mập kể xong, Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều vỗ bàn đứng dậy, chăm miệng một lời kêu lên. chương 730, chuyện này rất dễ giải quyết. Trong phòng khách, hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện phải đến 15 phút, mới có thể tiếp nhận được sự thật là Lâm Thanh Diện đã giết chết Lôi Uyên Hành. Lúc này Lâm Thanh Diện ở trong mắt bọn họ đã không còn là thiên tài nữa mà là một con quái vật, thật sự bọn họ không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã đánh bại một vị tông sư như thế nào. Lâm Thanh Diện có thể giết chết Lôi Uyên Hành, đủ để chứng minh thực lực của anh cũng đã đạt đến trình độ tông sư, một tông sư hơn 20 tuổi đã đủ để so sánh với những thiên tài tuyệt đỉnh trong lịch sử rồi. Lâm tông sư Cậu còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế, người giống như cậu chắc chắn sau này sẽ tiền đồ vô lượng, hơn nữa người giống như cậu bên cạnh không có giam ba người phụ nữ đi cùng cũng thật sự là kỳ tích, không biết Lâm Tông Sư có lấy vợ lẽ hay không, tôi nghĩ con gái của tôi miến cứng cũng đủ tư cách làm vợ lẽ của cậu đấy." Giang Trấn thành thật nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cũng sửa lại cách xưng hô với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe thấy Giang Trấn nói như vậy lập tức đen mặt lại. Vị hội trưởng tổng hội Liên minh nước hát này thật đúng là nóng lòng lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái mình, gần như là không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Thu Nguyệt gả ra ngoài vậy. Hội trưởng Giang nói đùa rồi, ông cứ gọi tôi là Lâm Thanh Diện như cũ đi, gọi tông sư như vậy tôi không dám nhận đâu, còn về phần lấy thêm vợ thì tạm thời tôi không nghĩ đến hơn nữa cũng không phiền đến hội trưởng Giang phải quan tâm." Lâm Thanh Diện từ chối nói. Giang Thu Nguyệt vô cùng xấu hổ trực tiếp đưa tay véo một cái thật mạnh lên cánh tay của giang trấn cắn răng nghiến lợi nói nếu ba còn nói như vậy nữa thì con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba chờ lúc ba già rồi thì cứ ở đó mà uống gió tây bắc đi ai ôi đau chết mất con gái ngốc đây là ba đang suy nghĩ cho con đấy không thử một lần sao có thể biết là không có cơ hội giang trấn đau đến mức nhe răng trợn mắt lâm thanh diện nhìn chằm chằm hai cha con này bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói lần này tôi đến đây thật ra là muốn cảm ơn cha con hai người, nếu hai người không đưa cho tôi quyển bí tịch kia thì có lẽ bây giờ tôi đã chết trên tay lôi uyển hành rồi. Mặt mũi giang trấn tràn đầy kinh ngạc, mở miệng hỏi, cậu học được mấy thứ trong quyển bí tịch kia rồi ư? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, anh cũng không định giấu giếm chuyện này, dù sao bí tịch là giang trấn cho anh, tính ra anh thật sự nên phải cảm ơn giang trấn. Hơn nữa anh cũng tin hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu như tôi đoán không sai thì quyển bí tịch này liên lụy quá lớn, tôi có thể nói phương pháp tu luyện trong quyển bí tịch này cho hai người biết nhưng hai người nhất định phải cam đoan với tôi là sẽ không truyền phương pháp tu luyện này ra bên ngoài, bởi vì một khi bị người khác biết hai người đang giữ phương pháp tu luyện này thì hai người sẽ gặp phải không chỉ là một vị cao thủ cấp tông sư truy sát đâu, mà phàm tông sự biết chuyện này cũng sẽ tìm tới hai người. Lâm Thanh Diện mở miệng nói một câu. Sắc mặt hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều biến đổi không ngờ quyển bí tịch này vậy mà lại liên lụy khổng lồ như vậy, khiến cho đám tông sư cũng phải điên cuồng. Giang Trấn Suy tư một chút sau đó mở miệng nói, "Chuyện liên quan tới quyển bí tịch này cậu không cần nói với chúng tôi đâu, quyển bí tịch này vốn là cậu giúp chúng tôi nên tôi đã tặng lại cho cậu, cậu có thể nhìn ra huyền cơ ở trong quyển bí tịch này cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Hơn nữa bí tịch này liên lụy lớn như thế, biết nó cũng có nghĩa là có thêm phiền phức." bây giờ tôi chỉ muốn cũng Nguyệt Nguyệt sống bình an, những cái khác tôi không quan tâm. Giang Thu Nguyệt ngồi bên cạnh nghe Giang Trấn nói như vậy cũng gật đầu, hiển nhiên ý tứ của cô ta cũng là như vậy. Lâm Thanh Diện không ngờ Giang Trấn lại là người rộng rãi như vậy, hơn nữa lại có thể chống lại được sức hút của phương pháp tu luyện cường đại như thế, xem ra vị hội trưởng Tổng hội Liên minh nước hát này quả nhiên không phải người bình thường. Ngược lại tên mập ngồi bên cạnh lại vô cùng muốn biết bí tịch mà Lâm Thanh Diện nói đến rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều trong lòng anh ta cũng rất rõ ràng, quan hệ của anh ta và Lâm Thanh Diện còn chưa tới mức độ kia. Chuyện bí tịch anh cũng không cần nhắc lại với chúng tôi nữa, tôi cảm thấy có lẽ bây giờ anh nên quan tâm hơn đến những rắc rối mà anh có thể gặp phải khi chạm trán với lực lượng của quan lĩnh ở nước M. Giang Thu Nguyệt nói. Lâm Thanh Diện sững sờ, lập tức mở miệng hỏi, rắc rối gì? Trước khi công tôn thắng chết đã từng nắm trong tay tứ đại gia tộc của phố người nước C ở Mỹ anh ta muốn thông qua biện pháp này để gia tộc Công Tôn có thể tăng thêm một cấp độ nữa so với trước kia. Sau này Công Tôn Thắng bị anh giết chết, các thành viên cấp cao của gia tộc Công Tôn cũng bị anh tàn sát hầu như không còn mấy người. Tứ đại gia tộc liền thừa cơ hội này chia chắc sạch sẽ sản nghiệp của gia tộc Công Tôn. Sau đó bọn họ thông qua một số người biết được tin anh bị bắt vào ngục giam thứ năm, cho nên liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Bây giờ người của tứ đại gia tộc liên hợp lại đối kháng với lực lượng của quan lĩnh bố trí ở nước M, bọn họ đã nắm giữ được tư liệu của phần lớn những người mà chúng tôi sắp xếp ở nước M. Vì diệt trừ sự uy hiếp của chúng ta, bọn họ đã trả rất nhiều tiền để thuê tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới phái sát thủ, ám sát người của chúng ta. Ẩn sát là một tổ chức sát thủ rất mạnh, người nào bị bọn họ để mắt tới thì chắc chắn không thể nào thoát được. Mấu chốt nhất chính là mặc dù những sát thủ này tinh thông ám sát nhưng lại không có cao thủ nội kinh nào, ngoại trừ người lãnh đạo của bọn họ là một vị cao thủ nội kinh đại thành ra thì những người còn lại đều là người bình thường có sở trường ám sát, cho nên tôi và ba hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ kế hoạch ám sát của ẩn sát còn chưa bắt đầu, một khi bắt đầu thì những người mà quan lĩnh bố trí ở nước M không ai có thể thoát được. Nghe Giang Thu Nguyệt nói xong, Lâm Thanh Diện hơi nhướng lông mày lên, không ngờ mình vừa mới ra khỏi ngục giam thứ năm lại phải chạm chán với tổ chức sát thủ ẩn sát này bây giờ ở trên người anh vẫn còn tấm lệnh bài mà dư tam đưa cho nếu như dư tam không nói dối thì hiện tại anh chính là chủ nhân của tổ chức ẩn sát này nếu như giang thu nguyệt đang lo lắng chuyện này lâm thanh diện có thể không nói ngoa là rắc rối mà cô ta nói anh đã có thể giải quyết xong chuyện này cô cứ giao cho tôi xử lý ẩn sát sẽ không ra tay với người của quan lĩnh đâu lâm thanh diện mở miệng cười lâm thanh diện vấn đề quan trọng là sát thủ của ẩn sát đều là người bình thường chúng ta không thể ra tay với bọn họ được, chẳng lẽ anh lại muốn bị bắt lại ngục giam thứ năm à? Về phần người lãnh đạo của ấn sát thì từ trước đến nay đều chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy mặt, cho dù sức mạnh của anh bây giờ có thể giết được anh ta thì cũng không thể nào tìm ra anh ta được. Giang Thu Nguyệt cao mày mở miệng nói, bởi vì vấn đề này mà cô ta đã đau đầu đã mấy ngày. Là một cao thủ nội kinh, cô ta cũng không lo lắng cái gì, nhưng những người được quan lĩnh sắp xếp ở đây thì lại không thể nào bình tĩnh được như cô ta. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không có ý định ra tay với người của ẩn sát, thật ra chuyện này rất dễ giải quyết. Không ra tay với bọn họ, vậy anh làm thế nào để ngăn cản người của ẩn sát? Giang Thu Nguyệt nghi ngờ mở miệng hỏi. Nếu như tôi nói quyền khống chế ẩn sát đang nằm trong tay tôi, cô có tin không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 731, nếm thử sự lợi hại của bổn cô nương. Ở trong một quán bar có kinh doanh phát đạt ở khu Hoàng Hậu, nước M. Hai người Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt bước vào, ngày hôm nay Giang Thu Nguyệt mặc một cái váy ngắn cuốn cớn, gợi cảm xinh đẹp, trong vòng 4 tháng Lâm Thanh Diện không xuất hiện cô ta vẫn mặc đồ da và áo khoác. Lúc đầu Lâm Thanh Diện nói với Giang Thu Nguyệt mình là người khống chế ẩn sát, Giang Thu Nguyệt không hề tin tưởng chút nào, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói đùa. Lâm Thanh Diện liền nói chuyện của Dư Tam ở trong ngục giam thứ năm cho Giang Thu Nguyệt nghe một lần, đồng thời cũng biểu thị anh không nghĩ tới chuyện sẽ trùng hợp như vậy. Nếu như bốn gia tộc lớn đang tìm kiếm các tổ chức khác để đối phó với quan lĩnh, vậy thì Lâm Thanh Diện có thể sẽ phải gặp phải chút chắc trở. Nhưng mà nếu như những người mà bọn họ đang tìm chính là ẩn sát, vậy thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Thanh Diện chỉ cần tìm người lãnh đạo hiện tại của ẩn sát, đưa lệnh bài của Dư Tam cho anh cho người kia nhìn, tiếp theo đó anh sẽ ra lệnh từ chối nhiệm vụ của bốn gia tộc lớn, vậy thì chuyện này coi như xong rồi. Ngày hôm nay bọn họ đến quán ba này là để tìm người lãnh đạo hiện tại của ẩn sát. Lúc ở ngục giam thứ năm, Dư Tam đã nói biện pháp liên lạc với người của ẩn sát cho Lâm Thanh Diện nghe. Lâm Thanh Diện đã thông qua biện pháp đó liên lạc được người lãnh đạo của tổ chức ẩn sát. Bọn họ đã hẹn là buổi tối ngày hôm nay sẽ gặp nhau ở trong quán ba này. Bởi vì dáng người và nhan sắc của Giang Thu Nguyệt thật sự quá sức hấp dẫn người khác, hai người đi vào trong quán ba thì liền hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người. Có không ít người đàn ông khỏe mạnh cường tráng ở nước M đều đang huyết sáo với Giang Thu Nguyệt, không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện đi ở bên cạnh của Giang Thu Nguyệt. Thật sự phiền chết đi được, cái đám ngu xuẩn tê âm trùng lên não này, nếu như không có quy định của đội chấp pháp khống chế, tôi chắc chắn sẽ đi qua đó cho bọn họ mấy bàn tay, để cho bọn họ biết sự lợi hại của bồn cô nương. Giang Thu Nguyệt mang theo sắc mặt âm trầm mà nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói, nếu như tôi nhớ không lầm thì những người chắc pháp cũng chỉ phụ trách hoạt động của các cao thủ trong khu vực người hát thôi chứ đúng không? Đúng vậy đó, sao đột nhiên lại nói cái này? Giang Thu Nguyệt hơi nghi ngờ hỏi một câu. Ở đây là khu hoàng hậu mà, cũng không thuộc về quyền quản lý của đội chấp pháp. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Giang Thu Nguyệt sướng sờ, đột nhiên hiểu được Lâm Thanh Diện đang nói cái gì, đồng thời trong lòng của cô ta cũng đã hiểu rồi. Đúng vậy nha, ở đây là khu hoàng hậu, người chấp pháp căn bản cũng không quản tới được, cho dù tôi có giết người ở đây thì người chấp pháp cũng sẽ không có bất cứ câu hỏi gì, cái mà bọn họ quản chỉ có khu vực phố người hát mà thôi. Giang Thu Nguyệt nói, Lâm Thanh Diện cười gật đầu, biểu thị đồng ý với suy nghĩ của Giang Thu Nguyệt. Thật ra thì điểm này anh cũng mới hiểu được lúc còn ở trong mục giam thứ năm, sự tồn tại của người chấp pháp là vì ngăn cản những cao thủ nội kinh sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới trong một quy mô lớn, mà thế tục thế giới này là đang chỉ nước C và những phố người hát ở trên thế giới này. Quốc gia như thế nào thì người chấp pháp mới sẽ không quan tâm tới, mà bọn họ còn ngầm đồng ý cao thủ nội kinh kiếm chuyện ở các khu vực khác ở nước M. Dù sao thì làm như vậy đối với nước C có lợi mà không có hại, chỉ cần không thương tổn tới đồng bào là được rồi. Hơn nữa ở ngục giam thứ năm lâu rồi, Lâm Thanh Diện cũng đã dần dần hiểu ra những chuyện mà người chấp pháp có thể quản thật ra cũng không nhiều như là trong tưởng tượng. Ví dụ như là việc Lâm Thanh Diện muốn giết người bình thường, chỉ cần ẩn nấp một chút, đồng thời không giết một lần hết mười mấy người giống như là giết gia tộc công tôn thì những người chấp pháp này căn bản cũng không thể điều tra ra được. Trên thế giới này, những cao thủ nội kinh ham mê vinh hoa phú quý có hàng khối người, không chừng là trong mỗi một gia tộc cao cấp trên thế giới đều ẩn giấu cao thủ nội kinh, chỉ có điều là đám người bọn họ không biết mà thôi sự tồn tại giống như nhà họ Kim ở huyện Kim Môn trên thế giới này cũng không phải là số ít, nhiều khi mọi người chỉ là bởi vì không tiếp xúc đến phương diện đó, cho nên mới không để mắt đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Điểm quan trọng nhất là hiện tại Lâm Thanh Diện đã hiểu rồi, người chấp pháp quản lý bất quá cũng chỉ là nội kinh đại thành trở xuống, một khi đạt đến cảnh giới tông sư, cho dù là người chấp pháp thì cũng không có cách nào kiềm chế được. Thứ nhất là bởi vì thực lực của tông sư rất mạnh mẽ, thứ hai là bởi vì trong số người chấp pháp cũng không có mấy người là tông sư, có muốn quản cũng không thể quản được. Cho nên dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện, có giết chết người của gia tộc Công Tôn một lần nữa có lẽ là người chấp pháp cũng chỉ có thể cảnh cáo Lâm Thanh Diện một chút, nhưng mà muốn nhốt Lâm Thanh Diện vào trong mục giam thứ năm thì là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà cho dù người chấp pháp thật sự phái ra cao thủ tông sư, có thể đánh thắng Lâm Thanh Diện hay không là một chuyện, chứ đừng nói chi là bắt được anh. Bởi vậy Lâm Thanh Diện cảm nhận một cách sâu sắc, trên thế giới này chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là mục tiêu theo đuổi vĩnh hằng của anh, có sức mạnh tuyệt đối rồi thì những cái khác anh đều làm dễ như trở bàn tay tay. Hừ, chờ một lát nữa nếu như còn có người dám huyết sáo với tôi, tôi sẽ cho bọn họ máy đạp, coi coi bọn họ còn dám có ý đồ với với tôi nữa không. Giang Thu Nguyệt tức giận mở miệng nói. Hai người đi đến phía trước quầy ba, Lâm Thanh Diện gọi hai ly rượu, đưa cho Giang Thu Nguyệt một ly, sau đó bàn tay đặt ở trên bàn gõ có tiết tấu. Sau khi người pha rượu nhìn thấy, lườm lâm thanh diện một chút, không nói gì quay người lại đi vào bên trong. Lúc mà hai người đang chờ đợi thì có mấy người đàn ông nước em mờ đeo bông tai, sỏ mũi sỏ môi đi đến phía của hai người bọn họ. Mấy người này đều mang theo cái mặt thèm thuồng mà nhìn chầm chầm vào Giang Thu Nguyệt, bao vây cô ta lại. Cô em, ăn mặc gợi cảm quá nha, Phái ngắn như vậy có phải là để cho tôi tiện làm cô từ phía sau không vậy? Thế nào, muốn thì chúng ta cùng đi, đảm bảo sẽ để cô thoải mái đến tận trời." Trên mặt của người đàn ông đứng đầu tràn đầy nụ cười dâm tà mà nói. Giang Thu Nguyệt lập tức cảm thấy rất buồn nôn, ở nước Mờ loại lưu manh như thế này có thể nói là khắp nơi đều có, nếu như có cô gái đi đường một mình vào ban đêm rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thừa dịp tôi vẫn còn chưa nổi giật, cút nhanh lên đi. Giang Thu Nguyệt lạnh lùng nói một câu với bọn họ. "Không ngờ là tính tình của cô em cũng táo bạo quá đó nha, là kiểu mà tôi thích đó, tối hôm nay tôi nhất định phải dạy bảo cho cô em ngoan ngoãn." Người dẫn đầu không thèm đặt Giang Thu Nguyệt vào trong mắt, những người đi theo sau lưng của anh ta đều cười lên ha ha. Lâm Thanh Diện nhìn thấy vậy, muốn giải quyết phiền phức này giúp cho Giang Thu Nguyệt, liền nói với mấy người kia một câu, "Cô ấy kêu các người cút rồi, các người không nghe thấy hả?" mấy người bọn họ đều đánh giá Lâm Thanh Diện một chút, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, người dẫn đầu lại trực tiếp chửi một câu, cái con khỉ da vàng ghê tẩm này, người nên cút là mày đó, đừng có ở đây quấy giày ba của mày cua gái nữa, mày mau cút khỏi mắt của tao đi. Lâm Thanh Diện không có ý định nói nhảm với những người này, chuẩn bị trực tiếp ra tay, đúng lúc này Giang Thu Nguyệt ngăn cản Lâm Thanh Diện lại. Cười nói cái loại này cứ để tôi xử lý là được rồi, tôi đã muốn xử lý bọn họ từ lâu, để cho bọn họ làm bao cát cho tôi một lát đi. Lâm Thanh Diện nghe Giang Thu Nguyệt nói như vậy liền gật đầu. Giang Thu Nguyệt nhìn chằm chằm vào những người kia, hoạt động gân cốt. Người dẫn đầu thấy thế, liếm liếm lưỡi nói, không ngờ là một cô nàng nóng bỏng đó nha, lại còn muốn ra tay với chúng tôi, hắc hắc để tôi thử độ sâu của cô em xem. Anh ta còn chưa nói xong, bàn tay của Giang Thu Nguyệt đã đánh tới. Mặc dù là thực lực nội kinh môn hạc, nhưng mà lực bộc phát của Giang Thu Nguyệt cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Thân thể của người dẫn đầu trực tiếp xoay tròn 360 độ trên không trung, sau đó ngã dầm trên mặt đất. Ngày hôm nay để cho các người nếm thử sự lợi hại của bồn cô nương. chương 732, lệnh bài ẩn sát. Mấy người đi theo phía sau nhìn thấy đại ca của bọn họ lại bị một bàn tay tát làm cho ngã ngửa nằm trên mặt đất, ai cũng bị giật nảy cả mình, ánh mắt nhìn về phía Giang Thu Nguyệt cũng trở nên cảnh giác. Giang Thu Nguyệt mang theo khí thế hung hăng chừng mắt nhìn những người này, trên người có một loại khí chất nữ hiệp. Mấy người kia ý thức được cô gái xinh đẹp này không dễ trêu chọc, đều chủ động lui ra phía sau mấy bước dự định chạy trốn. Giang Thu Nguyệt cũng không cho bọn họ có cơ hội này, trực tiếp xông lên, Giang Thu Nguyệt sử dụng thủ đoạn lôi đình, đánh ngã bọn họ nằm trên mặt đất. Trên mặt tất cả những người ở trong quán ba đều tràn đầy kinh ngạc nhìn Giang Thu Nguyệt, sau đó lập tức có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, là tán thưởng phát ra từ đáy lòng đối với Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt phủi tay nhìn những tên côn đồ bị ngã ở trên mặt đất, trong lòng hả giận một trận. Trước kia cũng chỉ có lưu manh đến chiêu chọc cô ta, nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy mình đã là cao thủ nội kinh rồi, không thể so với người bình thường được, cho nên cô ta vẫn luôn chịu đựng. Bây giờ một câu nói của Lâm Thanh Diện để cô ta ý thức được địa vị của mình là cao thủ nội kinh, ở nước C, lúc có mấy tên lưu manh ngoại quốc đến tìm phiền phức thì nên xử lý bọn họ thật thỏa đáng, nếu không thì cô ta cố gắng đạt tới trình độ nội kình còn có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa sau khi cô ta xử lý những người này, cảm giác trong lòng lập tức dễ chịu hơn không ít, có lẽ là nằm trong loại trạng thái này thì cô ta mới càng thoải mái. Cô ta quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, phát hiện Lâm Thanh Diệt đang nghiêm túc nhìn mình chầm chầm, sau đó chậm rãi giơ ngón cái lên. Giang Thu Nguyệt một mặt ngượng ngùng, cho là Lâm Thanh Diện đang khen cô ta, lúc này Lâm Thanh Diện mới sâu xa mở miệng nói, về sau loại chuyện như thế này, có đàn ông ở bên cạnh thì cô vẫn nên để đàn ông giải quyết mới tốt, nếu không thì cô không gả đi được đâu. Giang Thu Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu sau mới phản ứng được Lâm Thanh Diện có ý gì, cái tên mày là nói lúc nãy mình quá bạo lực cho nên không thể kết hôn à. Trong nháy mắt, cô ta nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của mình, hận không thể đánh mấy cái lên trên người của Lâm Thanh Diện. Loại đàn ông bộc trực như sắt thép này rốt cuộc sao có thể tìm được vợ vậy chứ? Tôi có lấy được chồng hay không ai cần anh lo hả? Bổn cô nương chính là bạo lực như vậy đó thì sao? Hừ. Giang Thu Nguyệt tức giận nói một câu. Lâm Thanh Diện thấy là không thể trêu chọc được, cũng không dám nói cái gì nữa. Lúc này người pha rượu đi đến trước mặt của bọn họ, sau khi nhìn những tên côn đồ bị ngã trên mặt đất, mở miệng nói: "Đi theo tôi." Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt liếc nhìn nhau. Đi theo người pha rượu kia đi vào bên trong. Rất nhanh, người pha rượu liền dẫn hai người bọn họ đi đến một căn phòng ở trong chỗ sâu, mở miệng nói, người mà các người muốn tìm đang ở bên trong. Sau đó liền quay người rời đi. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, trực tiếp đẩy cánh cửa kia ra đi vào bên trong. Hai người vừa mới bước vào, cánh cửa ở phía sau liền đóng lại, ở bên trong tối đen một mảnh, không có bất kỳ tia sáng nào. Lâm Thanh Diện có thể dựa vào khí tức ở trên người của Giang Thu Nguyệt, cảm nhận được vị trí của cô ta. Trong cả căn phòng này, ngoại trừ hai người bọn họ hình như cũng không có người nào khác. Lâm Thanh Diện tính tâm cảm nhận một chút, bây giờ anh là nội kình huyền kình song đại thành, lực cảm giác so với người bình thường mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, nếu như có chuyện gì kỳ lạ thì anh có thể cảm nhận được rất nhanh. Cô đứng yên ở đây đừng có nhúc nhích, để tôi đi quan sát một chút. Lâm Thanh Diện nói một câu thì liền đi về phía trước. Giang Thu Nguyệt không hề lo lắng một chút nào, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng có thực lực giết chết tông sư, cho dù thật sự có người muốn gây phiền phức, người không may cũng là đối phương. Đi lên phía trước không được mấy bước, Lâm Thanh Diện liền cảm nhận ở bên cạnh xuất hiện một tia kình phong yếu ớt, anh quyết định thật nhanh, trực tiếp ra tay, một phát đã bắt lấy cổ của người kia, vừa dùng lực liền đánh ngã người kia xuống mặt đất. Một bên khác lại có một bóng người lặng yên không một tiếng động bước đến trước mặt của anh, Lâm Thanh Diện đạp cho một đạp Người kia kêu thảm lên một tiếng, sau đó va vào trong bức tường. Hai người đi đến gần Lâm Thanh Diện cũng không có nội kinh, nhưng mà thủ đoạn che giấu hơi thở của bọn họ ngay cả Lâm Thanh Diện cũng phải cảm thấy hơi kinh ngạc. Nếu như bọn họ không đến gần Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện căn bản cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Lúc này đèn ở trong phòng lập tức mở lên, Lâm Thanh Diện nhìn thấy trước mắt của mình có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế, ở hai bên của người đàn ông trung niên có năm người đàn ông mặc đồ màu đen đứng ngay ngắn chỉnh tề. Lúc này những người đó đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế vỗ tay và cười nói, thân thủ không tệ, vậy mà có thể phán đoán được sự tiếp cận của cấp dưới của tôi dưới tình huống toàn bộ đều là màu đen, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Lâm Thanh Diện cũng hơi kinh ngạc nhìn những người ở trước mắt, anh hoàn toàn không nghĩ đến ở trong phòng này vậy mà lại có tất cả 13 người, nhưng mà anh lại không hề phát giác ra. Xem ra ẩn sát có thể trở thành tổ chức ám sát cấp bậc thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù là những sát thủ này không có thực lực nội kinh, nhưng nếu như bọn họ có thể đến gần cao thủ nội kinh, chỉ cần tốc độ nhanh chóng với vũ khí giết người đủ sắc bén, cho dù là nội kinh đại thành, chỉ sợ ai cũng sẽ có lúc bị giết. Nếu như bọn họ trực tiếp dùng độc, Vậy thì khả năng tạo thành tổn thương lại càng kinh khủng hơn nữa. Ông chính là người lãnh đạo ẩn sát, Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế, mở miệng hỏi một câu. Người đàn ông trung niên đứng lên, mở miệng nói, người lãnh đạo thì cũng không đúng, nhưng mà tôi thay anh cả của tôi quản lý một đoạn thời gian thôi, các người là ai vậy? Tại sao lại biết ám hiệu liên lạc của ẩn sát tôi? Lâm Thanh Diện cười nói, nếu như tôi không đoán sai, người nói cho tôi ám hiệu chắc có lẽ là đại ca của ông. Người đàn ông trung niên chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một chút, giọng nói lạnh lùng, này thằng nhóc, cậu đừng có nói đùa ở trước mặt của tôi, nếu không thì ngay cả việc cậu chết như thế nào mà cậu cũng không biết nữa đó. Lâm Thanh Diện nhún vai, mở miệng nói, lão đạo của ông chính là Dư Tam đúng không? Trên mặt của người đàn ông trung niên lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng hỏi, sao cậu lại biết tên của lão đại bọn tôi? vậy chắc là không có vấn đề gì nữa rồi, ám hiệu này là do lão đại của các ông đã nói cho tôi biết đó. Lâm Thanh Diện nói, chuyện này không có khả năng, bây giờ lão đại của tôi đang bị nhốt ở trong ngục giam thứ năm, nơi đó chỉ có thể vào chứ không thể ra, cho dù cậu thật sự từng gặp lão đại của tôi rồi, vậy thì cậu cũng phải giống với anh ấy, đều ở trong ngục giam thứ năm mới đúng, sao có thể xuất hiện ở trước mặt của tôi được. Sốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông trung niên chất vấn đúng là tôi đã quen biết với lão đại của các người ở trong ngục giam thứ năm ở trong đó ông ta đã nói cho tôi biết sự tồn tại của ẩn sát các người về phần ngục giam thứ năm chỉ có thể vào nhưng không thể ra đó là đối với người bình thường mà thôi nếu như muốn ra thì vẫn có cách lâm thanh diện nói đừng có nói phét ở chỗ này mau nói thân phận thật sự của các người cho chúng tôi biết nếu không thì cũng đừng trách tôi không khách khí người đàn ông trung niên vẫn không tin lâm thanh diện lâm thanh diện có chút bất đắc dĩ lấy tấm lệnh bài của Dư Tam đưa cho anh ra, mở miệng nói, tôi không có lừa gạt các người, nhìn thấy lệnh bài này, chắc là các người cũng tin rồi nhỉ. Sau khi người đàn ông trung niên nhìn thấy lệnh bài ở trong tay của Lâm Thanh Diệt, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lệnh bài ẩn sát. Mười tên sát thủ đứng ở bên cạnh, trong nháy mắt liền quỳ một chân xuống mặt đất, cúi đầu với tấm lệnh bài ở trong tay của Lâm Thanh Diệt. Chương 733, toàn bộ ẩn sát đều nghe lời cậu. Nhìn thấy lệnh bài ẩn sát như là nhìn thấy trưởng môn, xem ra lời của cậu không phải là giả. Người đàn ông trung niên nói với Lâm Thanh Diện một câu, sau đó cũng quỳ một chân ở trên đất, cúi đầu ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ đến lệnh bài ẩn sát này lại có tác dụng lớn như thế, anh liền hỏi, các người cũng không kiểm tra xem lệnh bài này là thật hay giả mà liền quỳ xuống rồi à? Lệnh bài ẩn sát được dùng vật liệu đặc biệt mà tạo thành ở trên đó chỉ có đánh dấu mà người của ẩn sát tôi có thể phân biệt được hiện tại chỉ có một cái không có giả người đàn ông trung niên nói lâm thanh diện nhìn tấm lệnh bài ở trong tay của mình ngược lại là cũng không phát hiện ra tấm lệnh bài này có điểm đặc biệt gì chắc có lẽ là chỉ có người trong nội bộ ẩn sát mới biết được điểm đặc biệt của cái lệnh bài này mọi người đứng dậy hết đi không cần phải cung kính như vậy đâu lâm thanh diện nói người đàn ông trung niên và một đám sát thủ đều đứng lên thái độ của người đàn ông trung niên đối với Lâm Thanh Diện cũng đã thay đổi rất lớn, lập tức không còn loại thái độ lạnh như băng của lúc nãy nữa. Không biết là hiện tại lão đại của chúng tôi như thế nào rồi, tại sao ông ấy lại giao lệnh bài ẩn sát này cho cậu? Người đàn ông trung niên hỏi. Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, nói những chuyện đã xảy ra cùng với Dư Tam ở trong ngục giam thứ năm một lần. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh Diện cũng biết người đàn ông trung niên này tên là Dư Tùng, dựa theo lời nói của ông ta thì ông ta là một cô nhi, lúc còn bé đã được Dư Tam nhặt về, được Dư Tam đối xử như là em trai của mình, vẫn luôn nuôi dưỡng trưởng thành, đồng thời cũng truyền thụ cho ông ta một thân bản lĩnh. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, anh lập tức cảm thấy Dư Tam cũng là một người có tình nghĩa, là do quá mức cố chấp đối với sức mạnh cho nên lúc này mới sinh ra tâm ma, phân chia ra một nhân cách bạo lực, nếu không thì ông ta cũng sẽ không bị giam vào trong ngục giam thứ năm đâu nhỉ. Dư Tùng nghe Lâm Thanh Diện kể tình trạng trước mắt của Dư Tam, trong trong lòng cũng cảm thán không thôi, sau đó cười nói với Lâm Thanh Diện, lão đại có thể giao lệnh bài ẩn sát cho cậu, nói rõ ông ấy rất coi trọng cậu. Ngày hôm nay cậu đã tìm đến đây, vậy thì tất cả các tài nguyên của ẩn sát đều là của cậu, để cậu trở thành sát thủ cao cấp nhất trên thế giới. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong thì lập tức nở nụ cười, lúc nãy anh cũng không nói với Dư Tùng là bởi vì Dư Tam thua ở trên tay của mình cho nên mới đưa lệnh bài ẩn sát cho anh, cho nên dư tùng cũng không biết thực lực của lâm thanh diện không cần đâu trước mắt tôi cũng không có dự định trở thành sát thủ lâm thanh diện nói dư tùng lập tức hơi không hiểu mà nhìn lâm thanh diện nói lâm thanh diện cậu có biết ẩn sát chúng tôi là tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới không tài nguyên ở trong tay của chúng tôi đã đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi nếu như chúng tôi muốn dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng một người hiện tại ở các nơi trên thế giới chắc chắn cũng sẽ phải chèn phá ra đầu lúc nãy cậu có thể tùy tiện phát hiện hai sát thủ đến gần cậu nói rõ tài năng của cậu không yếu nếu như nhận được sự bồi dưỡng sau này chắc chắn có thể được tỏa sáng những cái khác thì không dám đảm bảo nhưng để cậu trở thành một cao thủ nội kình đại thành thì không có vấn đề gì vậy mà cậu lại muốn từ chối cậu biết như thế này cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế nào không nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc của dư tùng lâm thanh diện vẫn cười như cũ rồi nói không cần phải như thế đâu cứ để những nguồn tài nguyên này lại cho người cần hơn đi. Cái thằng nhóc này sao lại không hiểu lời của tôi vậy chứ hả? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu trở thành nội kinh đại thành đó. Chắc là cậu cũng biết nội kinh đại thành khủng bố đến mức nào. Dư Tùng đột nhiên đã sinh ra một vài cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giang Thu Nguyệt ở bên cạnh cũng nhìn không được nữa, trực tiếp nở nụ cười. Dư Tùng nhìn Giang Thu Nguyệt một chút, mở miệng hỏi cô cười cái gì vậy? anh ấy đã có thực lực giết chết tông sư, bây giờ ông còn kêu anh ấy đi làm một cao thủ nội kình đại thành, đương nhiên là anh ấy không vui rồi." Giang Thu Nguyệt cười nói. "Cái, cái gì?" Dư Tùng trực tiếp kinh ngạc hô lên một tiếng, khó có thể tin mình nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cậu có thực lực giết chết tông sư, chuyện này sao có thể được? Thấy Dư Tùng vẫn không chịu tin, Lâm Thanh Diện đưa tay nhặt một hạt cát trên đất, sau đó ngắm ngay vào một chén trà ở trên bàn, nhẹ nhàng bắn một phát. Hạt cát ẩn chứa thể nội huyền kình chạm vào ly trà, trong nháy mắt ly trà đó liền nát tan. Bây giờ có cần tôi phải giải thích không?" Lâm Thanh diện hỏi. Sư Tùng và những tên sát thủ kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, dùng một hạt cát mà có thể đánh vỡ cả một ly trà, loại thủ đoạn này cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được. "Cậu, cậu vậy mà lại có thực lực của tông sư, nhưng mà cậu chỉ mới có hơn 20 tuổi thôi mà, chuyện này, chuyện này thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi." Sư Tùng khó mà tiếp nhận nổi. Lâm Thanh Diện cười nói: Do vận khí tốt mà thôi. Thật ra thì lần này chúng tôi đến đây tìm các người là có chuyện muốn nhờ các người hỗ trợ. Có chuyện gì vậy? Sư Tùng vội vàng nói. Sau khi biết người đang đứng ở trước mặt của ông ta là một vị Tông sư cấp bậc cao thủ, ông ta đã không còn bất kỳ sự khinh thường nào nữa. Có phải là gần đây các người đã tiếp nhận nhiệm vụ của bốn gia tộc lớn ở phố người hát không? Lâm Thanh Diện nói. Sư Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Người mà bọn họ kêu các người giết đều là thủ hạ của tôi, cho nên tôi hy vọng các người có thể từ chối nhiệm vụ lần này của bọn họ." Lâm Thanh Diện nói. Dư Tùng lập tức nở nụ cười, mở miệng nói, "Trên tay của cậu có lệnh bài ẩn sát, cái này mang ý nghĩa toàn bộ ẩn sát đều nghe theo mệnh lệnh của cậu, nhận nhiệm vụ như thế nào đều là do cậu sắp xếp. Đừng nói là từ chối nhiệm vụ của bốn gia tộc lớn đó, cho dù cậu có muốn giết chết bọn họ thì cũng không phải là việc gì khó." Nghe thấy lời nói này của Dư Tùng, trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một nụ cười. Mặc dù là hiện tại anh đã có sức mạnh đủ để chống lại Tông Sư, dựa vào lý thuyết mà nói cho dù anh thật sự muốn giết chết người của bốn gia tộc lớn thì tiểu đội chấp pháp nước M cũng không có cách nào bắt được anh, nhưng mà anh cũng không cần thiết phải đối nghịch với người của tiểu đội chấp pháp làm gì. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn diệt trừ hết bốn gia tộc lớn, hoàn toàn không cần mình phải ra tay. Ẩn sát chính là lựa chọn tốt nhất của anh ẩn sát ngoại trừ Dư Tùng và một cao thủ nội kình đại thành, những người còn lại đều là người bình thường, bọn họ có giết chết người của bốn gia tộc lớn thì cũng là cuộc tranh đấu giữa những người bình thường mà thôi, đội chấp pháp căn bản sẽ không xen vào. Nếu đã như thế, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, tôi cần diệt trừ bốn gia tộc lớn này, đến lúc đó tôi còn phải cần ông Dư hỗ trợ nhiều hơn nữa." Lâm Thanh Diện chắp tay. Nói quá nói quá rồi, đây đều là việc mà tôi phải làm." Dư Tùng vội vàng trả lời lại, có thể đi theo một vị cao thủ có cấp bậc tông sư, chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không chỗ xấu, huống hồ gì trong tay của Lâm Thanh Diện còn có lệnh bài ẩn sát. Kế hoạch ám sát của bốn gia tộc lớn đề ra là vào ngày 15, khi đó bọn họ sẽ tổ chức một yến tiệc ăn mừng sự kiện này, không bằng chúng ta cứ ra tay với bọn họ cùng một ngày đi." Dư Tùng mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Dư Tùng, hai mắt híp lại, mở miệng nói: "Được, vậy thì cứ quyết định ngày tổ chức bữa tiệc để cho người của bốn gia tộc lớn biết người nào đánh chủ ý lên quan lĩnh của tôi thì sẽ có kết cục như thế nào. Người của bốn gia tộc lớn có làm như thế nào cũng không nghĩ đến, bữa tiệc ăn mừng kế hoạch ám sát của bọn họ sẽ là bữa tối cuối cùng của bọn họ. chương 734, bốn gia tộc lớn là cái thá gì chứ? Trong một quán cà phê được coi như là cao cấp ở phố Người Hát. Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, trước mặt của cả hai đều có đặt một ly cà phê, tiếng âm nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong quán cà phê làm cho người ta có một loại cảm giác thả lòng, thư giãn. Tối ngày hôm nay chính là thời gian tổ chức bữa tiệc của bốn gia tộc lớn, trước lúc đó Giang Thu Nguyệt phải nói cho Lâm Thanh Diện nghe một vài tình huống của bốn gia tộc lớn, cho nên dẫn Lâm Thanh Diện đến quán cà phê. Về phần tại sao lại muốn đến quán cà phê, Lâm Thanh Diện cũng không biết nữa. Giang Thu Nguyệt nói ở đây tương đối yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện, nhưng mà sau khi đi vào thì Lâm Thanh Diện mới phát hiện đây là một quán cà phê dành cho tình nhân, những người đi vào đều là mấy cặp tình nhân. Giang Thu Nguyệt biểu thị cô ta cũng không biết, có điều đến cũng đã đến rồi, đổi lại một chỗ khác thì cũng có chút phiền phức, Lâm Thanh Diện cảm thấy không có gì cho nên ngồi xuống đây. Nhưng mà lúc nãy vừa gọi cà phê, dáng vẻ của Giang Thu Nguyệt có vẻ chắc chắn không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, cái này khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy rất kỳ quái. Từ đầu đến cuối Giang Thu Nguyệt đều mang một chút ngượng ngùng, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Bốn gia tộc lớn được phân làm bốn dòng họ là Chu, Trịnh, Ngô và Vương. Nhà họ Chu đứng đầu, bọn họ đều là những gia tộc có sức ảnh hưởng nhất định ở nước ngoài, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của gia tộc Công Tôn, cả bốn đều tiến vào trong hàng ngũ gia tộc trên thế giới. Nếu như chỉ nhìn vào một gia tộc trong số bọn họ, đối với quan lĩnh mà nói thì cũng không gây ra sợ hãi, nhưng mà bốn gia tộc này kết hợp lại với nhau thì cũng có lực lượng không thể khinh thường được. Cộng thêm việc sau khi gia tộc Công Tôn đã suy bại, phần lớn sản nghiệp đều bị bốn gia tộc lớn chia cắt, cho nên hiện tại bốn gia tộc lớn giống như là mặt trời buổi trưa. Chuyện cần nhắc đến đó chính là năm đó ông nội của anh chết, bốn gia tộc lớn này cũng đã bỏ ra không ít lực, giữa đó có rất nhiều giai đoạn đều là giao cho những người của bốn gia tộc lớn làm. Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Giang Thu Nguyệt, Ánh mắt của Lâm Thanh Diện đông cứng lại, lúc đầu người của bốn gia tộc lớn dự định ra tay với Quan Lĩnh, Lâm Thanh Diện đã không có ý định bỏ qua cho bọn họ, bây giờ lại biết được cái chết năm đó của ông nội mình cũng có liên quan đến bọn họ, vậy thì bốn gia tộc lớn này càng không có khả năng được Lâm Thanh Diện tha thứ. Cho dù hiện tại bọn họ có hào quang bao nhiêu, qua đêm hôm nay bốn gia tộc lớn này cũng chỉ còn lịch sử thôi. Lâm Thanh Diện hờ hững nói. Giang Thu Nguyệt Thành thật nhẹ gật đầu cô ta không hề cảm thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện có chỗ nào khoa trương, hơn nữa cứ luôn cảm giác lúc Lâm Thanh Diện nói ra loại lời nói này, trông anh vô cùng có sức hút. Nói chuyện của bốn gia tộc lớn, hai người tùy tiện nói chuyện phiếm với nhau, Giang Thu Nguyệt dường như có hứng thú đối với chuyện của vợ Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cũng rất vui khi kể lại chuyện cũ giữa mình với hứa bích hoài cho cô ta nghe. Lúc đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lúc một người đang nghe đến nhập thần, ở bên ngoài quán cà phê đột nhiên có bốn người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bước vào, khí chàng cường đại, vừa nhìn liền biết là những người có tiền, ba nam một nữ, ở bên cạnh đều có những vệ sĩ vạm vỡ đi theo. Bọn họ vừa mới bước vào thì một đám vệ sĩ liền bắt đầu đuổi những người ở bên cạnh, trong miệng còn la to, đi ra ngoài hết đi, ngày hôm nay chỗ này đã được cậu chủ chu đặt bao hết rồi, không muốn gây phiền phức thì bây giờ đi nhanh lên đi, nếu không thì các người sẽ cảm nhận được mùi vị của hối hận. Những đôi tình nhân ở trong quán cà phê nhìn thấy những người này không dễ trêu chọc, đều nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi quán cà phê. Giang Thu Nguyệt nhìn thoáng qua bốn người đó, mở miệng nói, "Là người của bốn gia tộc lớn đó, bọn họ đều là những đứa con đứng đầu của bốn gia tộc lớn." Bởi vì gần đây danh tiếng của bốn gia tộc lớn đều đang được nâng cao, bọn họ cũng rất là phách lối. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhìn thì liền nhận ra được bốn người này đều là phú nhị đại ngang ngược bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đây giang thu nguyệt mở miệng hỏi một câu đợi bọn họ đến đây đi nếu như bọn họ thật sự không biết mở mắt nhìn vậy cứ giáo huấn bọn họ một trận trước khi giáo huấn trưởng bối của bọn họ lâm thanh diện trả lời rất nhanh người ở trong quán cà phê đều đi sạch sẽ chỉ còn lại có hai người lâm thanh diện và giang thu nguyệt những người vệ sĩ kia đi đến chửi ầm lên với lâm thanh diện và giang thu nguyệt hai người đều không hề hấn lại tiếp tục ngồi đó uống cà phê Chu Vân càn cậu chủ nhà họ Chu, Ngô Ung cậu chủ nhà họ Ngô, Trịnh Thu Lệ cô chủ nhà họ Trịnh, Vương Tử An cậu chủ nhà họ Vương, bốn người bọn họ đều chú ý về phía của Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt. Ánh mắt của ba cậu chủ Chu Vân càn dừng ở trên người của Giang Thu Nguyệt, hai mắt đều dừng lại cùng một chỗ. Mặc dù là Trịnh Thu Lệ có mấy phần nhan sắc, nhưng mà so sánh với Giang Thu Nguyệt thì chênh lệch rất nhiều, cho nên lúc cô ta nhìn thấy Giang Thu Nguyệt thì lập tức lộ ra một mặt xem thường quả thật là không sợ chết mà lại còn dám ngồi ở đó không đi xem xem bổn tiểu thư đây sẽ cho bọn họ biết mặt trịnh thu lệ hừ lạnh một tiếng muốn đi đến đánh một bàn tay lên trên gương mặt xinh đẹp của giang thu nguyệt chu vân cảm thấy vậy thì nhanh chóng ngăn cản cô ta lại cười nói đừng có tức giận như vậy mà em nhìn xem hình tượng thục nữ của em cũng đã biến mất rồi nếu như bọn họ đã không đi vậy thì chúng ta cứ tâm sự với bọn họ là được hai người ngô ung và vương tử an cũng đồng loạt gật đầu theo Trịnh Thu Lệ lập tức nhìn ra được suy nghĩ của ba người bọn họ, bọn họ đơn giản chính là muốn tán tỉnh Giang Thu Nguyệt, nhưng mà như vậy thì trong lòng của cô ta lại càng nổi nóng hơn nữa. Bốn người cùng nhau đi về phía của Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt, Chu Vân Càn không nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói với Giang Thu Nguyệt, người đẹp, có để ý nếu uống cà phê cùng nhau không? Giang Thu Nguyệt liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói, để ý. Chu Vân Càn lập tức xấu hổ, anh ta không ngờ đến Giang Thu Nguyệt lại trực tiếp từ chối anh ta như vậy, trước kia chưa từng có cô gái nào dám nói chuyện với anh ta như thế này. Trịnh Thu Lệ lập tức mở miệng nói, "Anh Vân Càn à, anh cần gì phải khách khí với cô ta chứ, không phải cô ta chỉ là một con hồ ly tinh thôi hả? Em thấy cũng không có gì khác biệt so với những người phụ nữ mà anh chơi trước kia. Nếu như anh thật sự muốn chơi cô ta, vậy thì cứ trực tiếp để cho người mang cô ta về là được rồi, cần gì phải phí sức như vậy?" Cô nói ai là hồ ly tinh hả? Giang Thu Nguyệt lập tức đập bàn một cái, gương mặt mang theo lửa giận. Trịnh Thu Lệ cười nhạo Giang Thu Nguyệt một tiếng, nói ôi cha cha, tính tình cũng không nhỏ nha, nếu như không phải là anh Vân Cản muốn chơi cô, cô có tin là bây giờ tôi sẽ cào nát mặt của cô ra không? Cô biết bốn người chúng tôi là ai không hả? Cũng dám phách lối ở chỗ này. Giang Thu Nguyệt tức giận đến nỗi ngực phập phồng, nghĩ thầm người của bốn gia tộc lớn này quả nhiên đều không phải là cái thứ gì đàng hoàng vẫn nên loại trừ sớm mới tốt. Lâm Thanh Diện cười nói với Giang Thu Nguyệt, đừng có tức giận, chắc là ở trong mắt của cô ta người nào xinh đẹp hơn cô ta đều là hồ ly tinh hết. Giang Thu Nguyệt nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện, trong lòng lập tức vui vẻ trở lại, cái tên này là đang khen mình xinh đẹp có đúng không? Trịnh Thu Lệ lập tức xù lông lên, mở miệng hét lên với Lâm Thanh Diện, anh là cái thá gì hả, cũng dám chửi bới bổn tiểu thư ở đây, tôi thấy chắc là anh không muốn sống rồi chu vân càn cũng lạnh lùng nhìn lâm thanh diện anh ta muốn tán tỉnh giang thu nguyệt cũng không cần phải quan tâm tới lâm thanh diện này cái tên kia chắc là anh cũng đã nghe nói bốn gia tộc lớn rồi chứ nhỉ bốn người chúng tôi chính là cậu chủ và cô chủ của bốn gia tộc lớn nếu như anh không muốn chết thì bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi với thu lệ đi nếu không thì ha 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 cũng đừng trách chúng tôi không khách khí chu vân càn nói lâm thanh diện cười cười trên mặt mang theo biểu cảm không thèm để ý mà nói, bốn gia tộc lớn là cái thá gì chứ, còn muốn tôi quỳ xuống nói xin lỗi nữa à, các người cũng xứng sao. chương 735, cô ta chính là một con quái vật xấu xí. Sau khi bọn người của Chu Vân cản nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, sắc mặt đều trầm xuống, trong mắt của bọn họ, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một người vô danh, căn bản cũng không có tư cách khiêu chiến với bốn người bọn họ. Hiện tại Lâm Thanh Diện lại nói ra lời này, không khác gì là muốn chết. Lâm Thanh Diện dám nói bốn gia tộc lớn chúng tôi như vậy, anh là người đầu tiên đó, không biết là anh có bối cảnh kinh khủng như thế nào mà cũng dám xem thường bốn gia tộc lớn của chúng tôi. Chu Vân Càn nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói, anh chưa xứng để biết đâu. Chu Vân Càn thấy Lâm Thanh Diện không biết tốt xấu như vậy, cơn giận liền bộc phát ở trong lòng, nắm đấm lập tức siết chặt lại. Anh Vân Càn người này ăn mặc bình thường như vậy vừa nhìn liền biết là người không có bối cảnh gì rồi em thấy là không muốn mất mặt mũi ở trước mặt của con hồ ly tinh này cho nên cố ý giả vờ chúng ta cũng đừng nhiều lời với bọn họ nữa trịnh thu lệ hung hăng nói đúng vậy đó thu lệ nói không sai nếu như mà anh ta có bối cảnh gì thì chúng ta còn có thể không biết được ư mau xử lý anh ta đi ảnh hưởng đến tâm trạng uống cà phê của chúng ta ngô ung với vương tử an cũng ngùa theo Chu Vân càng nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn vệ sĩ ở bên cạnh một chút, nói cho anh ta biết như thế nào là lễ độ đi, loại người như thế này không bị đánh thì cũng không biết đau đâu. Giang Thu Nguyệt muốn xử lý những người trước mắt theo bản năng, nhưng mà nghĩ đến lần trước Lâm Thanh Diện nói mình như vậy, cô ta lập tức nhịn lại, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện rồi nói, anh là đàn ông, anh giải quyết đi, mắc công anh lại nói tôi bạo lực nữa. Lâm Thanh Diện cười cười, đứng dậy từ trên ghế, Nhìn về phía những người vệ sĩ kia. Những người vệ sĩ kia đi về phía của Lâm Thanh Diệt, đưa tay muốn bắt anh lại, Lâm Thanh Diện lấy tốc độ nhanh chóng bấm huyệt ở trên người của bọn họ, để cho bọn họ tạm thời mất đi khả năng hoạt động. Nhìn đám vệ sĩ đều ngã xuống mặt đất trong thời gian nháy mắt, bốn người Chu Vân Càn đều mở to hai mắt mà nhìn, không nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy. Cái thứ đáng chết này, đừng có tưởng rằng đánh nhau lợi hại thì có thể phách lối ở trước mặt của chúng tôi lực lượng của bốn gia tộc lớn không phải là điều mà một thứ rác rưởi giống như anh có thể chống đỡ được. Trịnh Thu Lệ nói một câu với Lâm Thanh Diệt, lúc này cô ta cũng chỉ có thể lấy bốn gia tộc lớn ra mà hù dọa Lâm Thanh Diệt. Chu Vân Cản cũng nuốt nước bọt nhìn Lâm Thanh Diệt rồi mở miệng nói, cho dù anh có thể đánh được bao nhiêu, ở trước mặt của bốn gia tộc chúng tôi thì cũng chỉ là một con run thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng không muốn so đo với anh, bây giờ anh nói lời xin lỗi với chúng tôi thì chuyện này coi như xong. Lâm Thanh Diện nhìn Chu Vân Càn một chút, sau đó trực tiếp tát một tát lên trên mặt của anh ta, nói, người nên xin lỗi là các anh đó, người của bốn gia tộc lớn thì có thể phách lối ngang ngược như vậy à. Thấy Chu Vân Càn bị đánh, Ngô Ung và Vương Tử An cũng muốn ra mặt thay cho anh ta. Lâm Thanh Diện không do dự, sau khi đạp một phát làm cho Chu Vân Càn ngã xuống mặt đất, lại cho hai người Ngô Ung và Vương Tử An mỗi người một bà tay, sau đó cũng đánh cho bọn họ ngã xuống mặt đất trịnh thu lệ nhìn thấy lâm thanh diện căn bản cũng không kiêng kỵ thân phận bốn gia tộc lớn của bọn họ trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt lúc này lâm thanh diện đi đến trước mặt của cô ta cô ta vội vàng nói anh anh muốn làm cái gì hả tôi là con gái đó chẳng lẽ anh còn muốn ra tay với một cô gái hả ha ha lúc nãy mắng chửi người khác thì cô cũng đâu có coi cô là con gái đâu bây giờ cô lại nói với tôi cái này cô là con gái thì như thế nào chứ không coi ai ra gì ngang ngược càn rỡ, có là con gái thì cũng phải bị đánh. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại tát một bàn tay lên trên mặt của Trịnh Thu Lệ, làm cho cô ta phải đặt mông ngồi xuống mặt đất. Trên mặt của Trịnh Thu Lệ hiện lên một dấu bàn tay đỏ tươi, cô ta che mặt của mình, lập tức bật khóc. Anh chờ đó cho tôi, tôi sẽ nói cho ba của tôi biết để cho ba của tôi đến xử lý anh, còn có con hồ ly tinh này nữa, hai người sẽ không có ai có kết cục tốt đâu lâm thanh diện cười cười nhìn bốn người bị ngã trên mặt đất mở miệng nói ba người các anh nếu như còn muốn lành lặn bước ra ngoài thì lập tức nói xin lỗi sau đó mắng cô gái này một câu đồ xấu xí nếu không thì cũng đừng có trách tôi không khách khí nói xong lâm thanh diện giẫm một chân của mình ở trên chân của chu vân càn hơi dùng sức một chút chu vân càn liền kêu đau thảm thiết trong lòng của anh ta biết rất rõ ràng nếu như anh ta không làm theo lời của lâm thanh diện Vậy thì e là ngày hôm nay cái chân này của anh ta sẽ bị phế đi. Xin, xin lỗi, Trịnh Thu Lệ, em, em chỉ là một quái vật xấu xí." Chu Vân Càn cắn răng nói một câu. Trịnh Thu Lệ lập tức ngây dại, cô ta không nghĩ đến Chu Vân Càn thật sự mắng cô ta. Lâm Thanh Diện thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại đi đến trước mặt của Ngô Ung và Vương Tử An thực hiện biện pháp giống như vậy, để hai người bọn họ nói xin lỗi, đồng thời cũng mắng Trịnh Thu Lệ một câu quái vật xấu xí lúc này trịnh thu lệ đã sắp muốn hỏng mất rồi ba người có mối quan hệ tốt nhất với cô ta vậy mà lại mắng cô ta là người xấu xí ở trước mặt của cô ta cho dù biết bọn họ bị ép buộc nhưng mà trong lòng của cô ta cũng không thể nào chấp nhận được lâm thanh diện nhìn thấy biểu cảm của trịnh thu lệ biết là sự trừng phạt mà cô ta nhận phải còn dữ dội hơn so với ba người chu vân càn tổn thương trên tinh thần thường ghê gớm hơn là tổn thương so với da thịt đến lượt cô đó cô cũng chỉ cần nói xin lỗi là được rồi, nếu như cô nhất định phải tự mình chửi mình, vậy thì tôi cũng không để ý đâu. Lâm Thanh Diện nói, anh nằm mơ đi, trịnh thu lệ điên cuồng gào thét. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua bên hông của một người vệ sĩ đang nằm ở dưới mặt đất, ở bên đó có rắt một con dao găm, anh trực tiếp lấy con dao găm kia lên khua khua ở trước mặt của trịnh thu lệ, nói, nếu như không nói xin lỗi, vậy thì tôi sẽ cảo nát cái mặt này của cô, nói được thì làm được trịnh thu lệ lập tức sợ hãi mặt mũi tràn đầy oan ức nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện cuối cùng cũng chỉ có thể nói xin xin lỗi nói xong rồi bật khóc lên đây tuyệt đối chính là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời của cô ta thấy bốn người đều đã nói xin lỗi lâm thanh diện nhìn về phía giang thu nguyệt nói chúng ta đi thôi giang thu nguyệt đứng dậy mỉm cười rồi đi ra ngoài cùng với lâm thanh diện chờ sau khi hai người lâm thanh diện và giang thu nguyệt đi rồi ba người chu vân càn mới bỏ dậy từ dưới mặt đất trên mặt của bọn họ đều tràn đầy biểu cảm áy náy nhìn về phía trịnh thu lệ trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi cô ta như thế nào thu lệ bọn anh cũng chỉ là bị ép buộc thôi thật ra thì em không xấu đâu đều là do cái tên khốn nạn kia cố ý kiếm chuyện một lúc lâu sau chu vân càn mới nói hai người ngô ung và vương tử an cũng nhanh chóng an ủi vài câu trịnh thu lệ nghe nói như vậy thì càng khóc dữ dội hơn nữa Em mặc kệ, em nhất định phải chém cái tên kia thành muôn mảnh, còn muốn hủy hoại gương mặt của người phụ nữ đó nữa. Bây giờ em phải trở về tìm ba của em để ông ấy giúp em chút giận." Trịnh Thu Lệ nói. "Thu Lệ, nếu không thì trước tiên em vẫn nên nhịn một chút đi, tối nay là bữa tiệc của bốn gia tộc lớn chúng ta, lúc này không thể gây thêm phiền phức, không phải là chúng ta đã tìm được tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới để đối phó với những người của quan lĩnh à?" sau khi nhiệm vụ của bọn họ kết thúc rồi, chúng ta có thể mời một người trong số bọn họ giải quyết cái tên nhóc kia. Về phần người phụ nữ kia, bọn anh sẽ bắt tới cho em, em xem xem như thế nào. Chu Vân Càn nói. Trịnh Thu Lệ hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì để sát thủ giết chết cái tên đó đi, hắn đánh nhau lợi hại như thế nào, em cũng không tin là hắn ta có thể lợi hại đến mức đánh thắng được sát thủ do tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới đào tạo. Audio điện tử võ tấn bền chương 736 cũng không coi tôi ra gì. 8 giờ tối, trước một khách sạn kiểu cung điện ở phố Người Hát, ánh đèn rực rỡ, xe hơi sang trọng tụ tập. Nhiều người trong trang phục giả hội lộng lẫy lần lượt bước vào khách sạn, hầu hết đều là những gương mặt châu Á, thỉnh thoảng có thể thấy một số người nước em mơ bước vào. Tứ đại gia tộc là bốn gia tộc đứng đầu thế giới, bắt tay với nhau, đủ sức cạnh tranh với các gia tộc hàng đầu thế giới. Họ tổ chức yến tiệc, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới nể mặt mà tới. Bốn người Chu Vân Càn vào lúc này cũng đã mặc quần áo trang trọng, thay cho cha mẹ của họ, chào đón những vị khách đến dự tiệc. Xong tiệc, tôi phải đến gặp cha tôi và chú Chu, bảo họ cho tôi mượn một sát thủ, nghĩ đến cái tên chết tiệt đó là tôi thấy tức. Trịnh Thu Lệ vẫn nói với vẻ mặt u ám. Đừng gấp, tôi nghe nói hôm nay người của ẩn sát cũng sẽ tới, lúc đó nói với bọn họ giúp giải quyết tên nhóc không coi ai ra gì đó không phải dễ hơn sao. Chu Vân Càn cười nói. Trịnh Thu Lệ nghiêm túc gật đầu, trong mắt cô hiện lên một tia sát khí. Dưới một gốc cây lớn cách khách sạn không xa, Lâm Thanh Diện đang đứng ở đó, hai mắt nhìn dòng người lẫn xe cộ qua lại. Lúc này, một người đàn ông gần 70 đang đi dạo ngang qua đây, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang nhìn chầm chầm vào khách sạn sang trọng đối diện, liền cười nói, nhóc con, cậu có phải là rất muốn vào trong khách sạn không? Tôi nghe nói, yến tiệc tối nay do tứ đại gia tộc tổ chức, đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu tham gia, người bình thường không đủ tư cách vào, cháu trai tôi cũng muốn xen vào vòng người đó, đáng tiếc không có bối cảnh này, người ta căn bản là không thèm quan tâm đến chúng tôi. Nghe thấy ông bác nói, Lâm Thanh Diện cười, nói, đều là trống rỗng cả, chỉ là tứ đại gia tộc thôi mà, nhưng sau đêm nay, bốn gia tộc lớn này chỉ có thể trở thành lịch sử. Ha ha, giọng điệu của nhóc con cậu thật sự không nhỏ, đó là tứ đại gia tộc, sao có thể nói không còn là không còn được, người trẻ tuổi, có thời gian ở đây viển vông thì tốt hơn hết là cố gắng đi. Cháu trai của tôi gần đây rất cố gắng thi cử, có thể không lâu sẽ được vào làm ở công ty của tứ đại gia tộc. Ông bác vẻ mặt tự hào nói. Lâm Thanh Diện cười cũng không nói gì, nghĩ rằng giấc mơ của cháu trai ông có thể khó thành hiện thực. Nhưng nếu là nhân tài thì ở bất cứ đâu cũng không cần lo không tìm được việc. Nếu tứ đại gia tộc sụp đổ, sẽ xuất hiện chỗ tốt hơn. Không lâu sau khi ông bác rời đi, giang thu nguyệt và tên mập đến trước mặt lâm thanh diện đại ca bên ẩn sát đã sẵn sàng chỉ cần anh ra lệnh dư tùng sẽ lập tức cho người của mình ra tay tên mập cười nói những người của đội chấp hành đang ở gần đây nhưng đêm nay họ sẽ không thể làm gì chúng ta giang thu nguyệt nói lâm thanh diện gật đầu nói thời gian cũng sắp đến rồi chúng ta cũng qua đi có lẽ còn có thể tranh thủ ăn chút đồ miễn phí tại sảnh khách sạn chu khánh thần chủ nhà họ chu Ngô Hưng, chủ nhà họ Ngô, Trịnh Thư Thần, chủ nhà họ Trịnh và chủ nhà họ Vương, Vương Vũ Điền, đang đứng cười nói với những người đến dự tiệc. Bữa tiệc hôm nay, một là ăn mừng kế hoạch ám sát ở Quan Lĩnh, hai là tuyên bố với thế giới bên ngoài về mối quan hệ hữu nghị giữa bốn đại gia tộc của họ, để mọi người biết rằng bốn đại gia tộc là một, muốn khiêu khích họ, phải xem xét liệu có thể chịu đựng được cơn giận của bốn gia tộc tầm cỡ thế giới này hay không. Trước đây tôi luôn cho rằng Quan Lĩnh chỉ là một sân chơi cao cấp không đáng bận tâm. Mãi đến khi gia tộc công tôn, thiếu gia của họ đã trực tiếp giết chết tất cả các thành viên cao cấp của gia tộc công tôn, tôi mới ý thức được sự kinh khủng của quan lĩnh. Nhưng may mắn thay, thiếu gia của họ đã bị lực lượng chấp hành bắt giữ đưa vào mục giam thứ năm. Nghe nói sau khi vào rồi thì không thể ra được nữa, nên chúng ta không phải lo lắng gì cả. Chu Khánh Thần mỉm cười nói đúng lắm. Thật ra mà nói, chúng ta vẫn nên cảm ơn vị thiếu gia quan lĩnh này. Nếu không phải có anh ta chúng ta bây giờ vẫn bị gia tộc công tôn rắt mũi, bằng không cũng không vẻ vang như bây giờ. Cảm ơn cái giám, trong khoảng thời gian này quan lính gây không ít phiền phức cho chúng ta đâu, kế hoạch ám sát này cũng là cảnh cáo bọn họ, để bọn họ hiểu rằng tứ đại gia tộc của chúng ta không dễ chọc. Trịnh Thư Thần tức giận nói, ha ha, anh Ngô cũng chỉ nói đùa thôi, tôi tin rằng sau đêm nay, quan lính sẽ tổn thất nghiêm trọng, không thể chống đối với chúng ta được nữa. Còn mấy tên cao thủ nội lực, đã có đội chấp hành phụ trách, họ cũng không dám làm gì chúng ta." Vương Vũ Điền nói. Lúc này, bốn người bọn Chu Vân Càn đã tới đại sảnh, đang tán gẫu ở nơi cách những người đứng đầu bốn gia tộc lớn không xa. Cả hội trường có vẻ yên bình, ai nấy đều lịch sự, thể hiện tinh tế thân phận của giới thượng lưu. Đúng lúc này, cửa đại sảnh khách sạn đột nhiên bị đạp tung, người phụ trách kiểm tra cửa bị đạp ra ngoài. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa thấy ba bóng người xuất hiện trong hội trường, có vẻ không hòa hợp với những người ở tầng lớp thượng lưu này. Bốn người của Chu Vân Càn cũng nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy ba bóng dáng, sắc mặt của họ liền thay đổi. Sao có thể là tên khốn đó? Tại sao hắn lại tới đây? Trịnh Thu Lệ vẻ mặt u ám nói. Có lẽ hắn tới đây là muốn gây chuyện, nhưng đến đúng lúc lắm, còn dám tới yến tiệc của tứ đại gia tộc chúng ta làm phiền, cho dù chúng ta không nói gì, cha chúng ta cũng sẽ dọn dẹp thằng nhóc này. Chu Vân Càn nói, sau đó anh ta liền đi về phía bộ Ba Lâm Thanh Diện. Ba người tụi mày không muốn sống nữa sao, dám chạy tới đây tìm phiền toái. Tụi bây có tư cách tới chỗ này sao?" Chu Vân Càn hung hăng nói. Trịnh Thu Lệ cũng đi tới, oán giận nói, "Thằng ngốc tự tìm tới cửa, nếu đã tới đây, coi như mày xui xẻo đi." Lâm Thanh Diện cười liếc hai người một cái, nói, "Tôi không phải tới tìm mấy người, tốt hơn là đừng gây chuyện. Không tìm chúng tôi." Vậy thì mày đang tìm ai?" Trịnh Thu Lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và hỏi. Lâm Thanh Diện chỉ vào bốn người của Chu Khánh Châu nói, "Tìm bốn lão giả bọn họ." "Mày?" Trên mặt Chu Vân Càn đột nhiên lộ ra một tia tức giận. Người chung quanh cũng khinh thường nhìn ba người Lâm Thanh Diện, bọn họ cảm thấy ba người này dám khinh thường như vậy đối với chủ của Tứ Đại gia tộc, thật sự là đang tìm cái chết mà. Lúc này, bốn người của Chu Khánh Thần cũng đi tới đây liếc nhìn Chu Vân Cản rồi ra hiệu cho bọn họ lui xuống. "Không biết người tới là ai, hôm nay là yến tiệc của tứ đại gia tộc chúng tôi, các người xông vào thế này, cũng thật không coi bốn gia tộc của tôi ra gì rồi." Chu Khánh thần lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện cười nói, "Tôi tên là Lâm Thanh Diện, các ông vì việc ám sát thành công người của tôi ở Quan Lĩnh mà mở tiệc, có phải cũng không coi tôi ra gì không?" Chương 737, tôi sẽ không ra tay với các người. "Lâm, Lâm Thanh Diện" Điều này là không thể nào, Lâm Thanh Diện đã bị bắt vào ngục giam thứ năm rồi, mày là ai, tại sao mày lại giả mạo Lâm Thanh Diện? Chu Khánh Thần nói trong sự ngạc nhiên. Nhiều người xem náo nhiệt xung quanh cũng bất ngờ trước lời nói của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đã giết chết các thành viên cấp cao của dòng họ công tôn, gây ra không ít xôn xao trong dư luận. Bốn tháng trước, cái tên Lâm Thanh Diện đã gây ra chấn động trong phố người hát của nước M. Bốn người Chu Vân Cản cũng bị sốc trước lời nói của Lâm Thanh Diện họ vẫn có chút ghen tị với thân phận của thiếu gia quan lĩnh, hơn nữa tên này đã giết công tôn thắng, tàn sát tất cả các thành viên cao cấp của gia tộc công tôn, vốn không phải là đối tượng mà cậu ấm bọn họ có thể gây sự được. Tôi là Lâm Thanh Diện, không cần phải giả mạo, ngục giam thứ năm đâu phải chỉ có thể vào chứ không thể ra. Lâm Thục Dương nhún vai trả lời. Lúc này, Ngô Hưng đã tìm ra những bức ảnh liên quan đến Lâm Thanh Diện, đối chiếu với người trước mặt, xác thực là Lâm Thanh Diện, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đúng, là Lâm Thanh Diện, người này giống hệt ảnh chụp của Lâm Thanh Diện, có lẽ không phải giả mạo. Ngô Hưng nói. Sau khi nghe lời xác nhận của Ngô Hưng, các thành viên của tứ đại gia tộc đột nhiên có chút căng thẳng, họ không ngờ rằng Lâm Thanh Diện, người đã bị giam trong mục giam thứ năm, lại có thể trở về. Chu Khánh thần bốn người bọn họ đều có chút không yên, sở dĩ bọn họ dám tấn công người ở quan lĩnh chính là bởi vì Lâm Thanh Diện đã bị giam ở mục giam thứ năm, và theo thông tin nhận được lúc đó, trong lịch sử người bị đưa vào ngục giam thứ năm sẽ không thể nào trở ra được, nên mới yên tâm ra tay. Bây giờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, thật sự là khiến bọn họ trở tay không kịp. Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên không biết làm sao, trên trán cũng nhanh chóng xuất hiện mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, mà đi đến bàn có thức ăn ở đó, gắp một miếng bánh pizza và ăn nó. Các người tiếp tục đi, không cần quan tâm đến tôi. Lâm Thanh Diện nói với mọi người. Bốn người Chu Vân Càn lúc này đã có chút sợ hãi, họ không ngờ rằng kẻ bị khiêu khích trong quán cà phê chiều nay lại là kẻ đã xóa sổ cả gia tộc công tôn chỉ với sức lực một người. Vào thời điểm đó, nếu Lâm Thanh Diện muốn giết họ, không ai trong số họ sẽ sống sót. Trịnh Lệ Thu lúc này cũng có cảm xúc không nói nên lời, cô đang nghĩ tìm sát thủ để giết Lâm Thanh Diện, nhưng giờ cô phát hiện ra tên này chính là kẻ biến thái đã giết chết công tôn thắng, cô biết công tôn thắng mạnh như thế nào, nếu muốn giết lâm thanh diện, sát thủ bình thường làm sao có thể làm được? trong lòng cô hiện lên một tia tuyệt vọng, toàn thân sản sinh ra sự bất lực. khi đối mặt với lâm thanh diện, chủ của bốn gia tộc đều lộ vẻ sợ hãi, huống chi là cô. chu khánh thần nhìn thấy bầu không khí cứng đờ lúc này, nghiến nghiến răng, đi về phía lâm thanh diện nói: hôm nay anh tới đây, là muốn làm gì? không phải tôi rồi sao? Tôi nghe nói anh định ám sát người của tôi ở Quan Lĩnh, nên tôi đến xem sao." Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, "Đừng tưởng rằng anh không biết quy tắc cao thủ nội lực không thể đối phó với người thường, nếu hôm nay anh muốn đối phó với chúng tôi, anh nhất định sẽ bị bắt vào ngục giam thứ năm, hơn nữa anh bị bắt vào lần thứ hai, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng hơn, nhưng vì hôm nay anh đã tới đây, tôi cũng sẽ tỏ rõ thái độ, chúng ta đồng ý từ bỏ kế hoạch ám sát, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, anh nghĩ sao?" Chu Khánh Thần biết Lâm Thanh Diện xuất hiện đồng nghĩa với việc bọn họ không có cơ hội tấn công người ở Quan Lĩnh, nên bây giờ chỉ có thể tìm cách cầu hòa. Lâm Thanh Diện ăn xong chiếc bánh pizza trong tay, sau đó vỗ tay nói, tôi thật sự không muốn lại bị bắt vào ngục giam thứ năm nữa, cho nên hôm nay tôi sẽ không ra tay với các người, về phần ông lấy việc từ bỏ kế hoạch ám sát để thương lượng với tôi, ông không nghĩ nó quá lố bịch sao? Ý của anh là gì? Chu Khánh Thần cau mày, trong lòng có một tia lo lắng lâm thanh diện nhếch mép cười với ông ta sau đó giơ tay búng ngón tay phụt một tiếng đèn trong toàn bộ khách sạn vụt tắt ngay lập tức khiến nhiều người hoảng sợ ba giây sau đèn lại bật sáng những vị khách đến dự tiệc đều bối rối không biết ngọn đèn đột một tắt vừa rồi có ý nghĩa gì mà người của tứ đại gia tộc lúc này lại có cảm xúc khác với bọn họ lúc này bên cạnh mỗi người đều có một người mặc đồ đen giống như một bóng ma những người này đều cầm dao găm sắc bén trong tay đặt trên cổ của họ một trận ớn lạnh phát ra trong người của tứ đại gia tộc, nhưng bọn họ không dám manh động, bởi vì lúc vừa tắt đèn, bên tai đã nghe thấy âm thanh khiến toàn thân nổi da gà, cử động là chết. Bốn người Chu Khánh Thần đều có một sát thủ mặc áo đen đứng bên cạnh, bọn họ đều không ngờ tới, trong nháy mắt, mạng của thành viên bốn đại gia tộc đã bị người khác nắm trong tay. Những người tới yến tiệc đều kinh hãi, không ít phụ nữ đều bắt đầu la hét, tất cả đều vội vàng lui chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, giữa đại sảnh chỉ còn lại tứ đại gia tộc và đám sát nhân mặc áo đen. Các người là người của ẩn sát, tại sao? Chu Khánh Thần nhận thấy đặc điểm của những sát thủ này, ngay lập tức biết họ là ai. Lúc này, Dư Tùng từ bên ngoài đi vào, nhìn những người từ tứ đại gia tộc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, "Không tệ, không tệ, không sót một người, rất đáng khen." Sau khi nhìn thấy Dư Tùng vẻ mặt nghi ngờ của Chu Khánh Thần thậm chí còn tồi tệ hơn. Ông ta hỏi, chúng ta đã nói rồi sao, các người giúp chúng tôi ám sát người ở Quan Lĩnh, chúng tôi sẽ trả cho các người 50 tỷ đô la sao, tại sao người của anh bây giờ lại ra tay với chúng tôi? Sư Tùng cười với ông ta rồi nói, tôi xin lỗi, 50 tỷ đô la đó tôi không muốn nữa, ông vẫn nên giữ nó cho mình đi. Nói xong quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, cúi đầu với Lâm Thanh Diện, cung kính nói, trưởng môn, tôi đã làm hết những gì mà anh giao phó, người của bốn gia tộc này, sống hay chết chỉ cần một câu nói của anh thôi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Chu Khánh thần vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp nói trưởng môn. Mày là người đứng đầu ẩn sát, chuyện này, sao có thể có chuyện này, tại sao? Mày chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, tại sao lại có nhiều thân phận như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt sướng sờ của Chu Khánh Thần, Lâm Thanh Diện giải thích cho ông ta, vận may tốt thôi, không cẩn thận liền trở thành trưởng môn của ẩn sát, chỉ có thể trách ông xui xẻo thôi chu khánh thần suýt vì lời nói của lâm thanh diện mà nghẹn chết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mày nếu mày tấn công bọn tao đội chấp hành sẽ không buông tha cho mày đâu chu khánh thần lại nói lâm thanh diện vẫy vẫy tay với ông ta nói không phải tôi đã nói rồi sao tôi sẽ không ra tay với các người người muốn làm là người của ẩn sát ông có thể tìm người của ẩn sát ám sát người ở quan lĩnh bây giờ bên quan lĩnh đưa ẩn sát tới ám sát các người chắc không có gì sai đúng không chương 738, không liên quan đến tôi. Người của tứ đại gia tộc nghe thấy lời của Lâm Thanh Diệt, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ cần kẻ ra tay không phải Lâm Thanh Diệt, người chấp pháp quả thật không thể nhúng tay. Chu Khánh Thần lúc này mới ý thức được tứ đại gia tộc hiện nay đang đối mặt với tình trạng gì, mồ hôi lạnh toát ra, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy. Tình trạng của ba vị gia chủ còn lại cũng không tốt hơn ông ta bao nhiêu, lúc này đều lắp bắp, hai chân run rẩy nhưng lại vì sát thủ bên trên mà không dám có có bất kỳ hành động bừa bãi nào. Lâm, Lâm Thanh Diện, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho chúng tôi một cơ hội, nếu như các cậu tha cho chúng tôi, từ đại gia tộc của chúng tôi hoàn toàn có thể đầu quân dưới trướng của cậu, sau này tất cả tư nguyên của tất cả các gia tộc đều do cậu điều động, chỉ mong cậu có thể tha cho chúng tôi một mạng. Chu Khánh Thần mở miệng. "Phải, chỉ cần cậu có thể tha cho chúng tôi, cái gì cũng thương lương được." ba vị gia chủ còn lại cũng vội vàng phụ họa theo. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, xin lỗi, chút tư nguyên của mấy người, tôi không để vào mắt, có một số lỗi sai, không phải xin tha thì có tác dụng. Mọi người đều dùng mình trong lòng, lời này của Lâm Thanh Diện đã trực tiếp tuyên bố bọn họ tử hình. Mấy người Chu Vân Càn cũng đều biết, nếu như Lâm Thanh Diện không mở miệng, bọn họ tối nay sợ rằng thật sự phải đi gặp Diêm Vương rồi. Lâm Thanh Diện, cầu xin anh tha cho chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi, lúc chiều chúng tôi cũng không nên ở trước mặt anh hung hăng ngang ngược, cầu xin anh đại nhân đại lược, chỉ cần có thể để chúng tôi tiếp tục sống, mặc kệ kêu chúng tôi làm gì chúng tôi cũng chấp nhận được. Chu Vân Cản lúc này đã hoàn toàn không có khí thế của cậu chủ nữa, mạng sắp mất rồi, anh ta sao có thể quan tâm chút mặt mũi này chứ? Lâm Thanh Diện, tôi là tên chết tiệt, tôi là người tồi tệ nhất trên đời, chỉ cần anh tha cho chúng tôi, anh muốn mắng chửi tôi thế nào thì mắng chửi thế đó, tôi biết sai rồi. Trịnh Thu Lệ cũng cầu xin theo. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, hai người nếu như không nói, tôi ngược lại đã tha cho hai người rồi, nếu hai người bây giờ lại khiến tôi nhớ lại chuyện lúc chiều, chuyện của ngày hôm nay, càng không thể thương lượng được nữa rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền trực tiếp xoay người, đi ra bên ngoài khách sạn. Mấy người Chu Vân Cản và Trịnh Thu Lệ trong nháy mắt dại ra, người của tứ đại gia tộc nhìn mấy người bọn họ, hận không thể xông tới cho bọn họ mấy cái tát. Giang Thu Nguyệt và tên mập thấy Lâm Thanh Diện đi ra, cũng vội đi theo, Dư Tùng cũng không do dự, chuyện ở đây, giao cho mấy tên sát thủ này là được, anh ta là một cao thủ nội kình đại thành, tự nhiên trước khi động thủ nên rời khỏi. Bốn người vừa đi đến bên ngoài khách sạn, đụng ngay bảy người của tiểu đội chấp pháp. Bành Vân dẫn đầu đi tới, thân sắc phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, từ từ dừng lại sau khi lâm thanh diện nhìn thấy bành vân trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mở miệng nói lâu rồi không gặp đội trưởng bành xem ra chúng tôi vẫn đánh giá thấp năng lực của cậu rồi người đầu tiên trong lịch sử của ngục giam thứ năm thành công đi ra ngay cả tông sư lôi uyên hành vậy mà cũng chết trong tay cậu lúc đó phải khi nhận được tin tức này tôi căn bản không dám tin bành vân mở miệng đội trưởng bành quá khen rồi lâm thanh diện đáp một câu Bành Vân và thành viên còn lại của tiểu đội chấp pháp đều mặt mày ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trước mắt có thực lực giết chết tông sư, điều này cũng thú vị, người thanh niên chỉ có hơn 20 tuổi này cũng là một tông sư hàng thật giá thật. Điều này sao có thể không khiến bọn họ cảm khái chứ? Nhất là Cao Tiến, khi lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Thanh Diện, tưởng Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một vãn bối vừa đạt tới ngưỡng cửa nội kinh, về sau hết lần này đến lần trước bị Lâm Thanh Diện làm cho thay đổi nhận thức. Mãi đến khi biết Lâm Thanh Diện giết chết lội uyên hành, anh ta đã ngây dại, nghi ngờ cuộc đời của mình đều đang ở trong mơ. Nếu như tôi đoán không sai, cậu hôm nay đến đây là muốn ra ra tay với người của tứ đại gia tộc, Lâm Thanh Diện, mặc dù cậu đã có thực lực của Tông Sư, nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu một câu, tùy tiện sát hại người bình thường vẫn không được, chúng tôi có lẽ không cản được cậu, nhưng tóm lại sẽ có người khiến cậu chịu trừng phạt nên có. Bành Vân nghiêm túc mở miệng. Lâm Thanh Diện cười nói, "Đội trưởng Bành thật là nặng lời rồi, tôi hôm nay chẳng qua đến ăn cơm, thật sự không có định ra tay với bọn họ, có điều tôi nghe nói tứ đại gia tộc này bởi vì cạnh tranh thế lực, bị đối thủ phái sát thủ đến giải quyết phiền phức, cái này chắc không liên quan đến tôi đâu." Bành Vân bỗng sững người, nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp theo ý tứ của Lâm Thanh Diện. Vào lúc này, trong khách sạn đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, những vị khách được tứ đại gia tộc mời đến như ong vỡ tổ mà lao ra trên mặt mang theo sự kinh sợ. Bành Vân ra hiệu bằng mắt với 6 người ở phía sau, 6 người lập tức xông vào trong khách sạn. Khoảng 5 phút sau, 6 người lao ra, cao tiến đến bên Bành Vân, mở miệng nói, bên trong đều là người của tứ đại gia tộc, toàn bộ bị cắt hít hầu, một không chừa một ai, không phải hành vi của cao thủ nội kinh, chắc là do sát thủ có thủ đoạn độc ác gây ra, những sát thủ đó tốc độ rất nhanh, đã không tìm thấy bóng dáng đâu. Bành Vân sau khi nghe thấy báo cáo của Cao Tiến, cũng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện càng thêm phức tạp. Lâm Thanh Diện lập tức mở miệng, đừng dùng kiểu ánh mắt này nhìn tôi, chuyện này không phải tôi làm, tôi vừa rồi đứng ở đây với các anh, chứng minh không có ở hiện trường, các anh đừng có lôi tôi vào trong ngục giam thứ năm nữa. Bành Vân đau đầu một trận, đụng phải vụ này, anh ta thật sự không biết nên ứng đối làm sao. Anh ở phố người hát nước M còn có kẻ thù nào khác không, nói cho tôi đi, tôi sợ vì cậu mà mắc bệnh tim, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bành Vân mở miệng. Yên tâm, tứ đại gia tộc này là kẻ cuối cùng rồi, giải quyết xong bọn họ, tôi cũng đến lúc về nước rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, bảy người của tiểu đội chấp pháp đều khẽ thở phào. Giang Thu Nguyệt lén nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt mang theo tia không nỡ. Tin tức tứ đại gia tộc bị diệt, trong một đêm, truyền khắp phố người hát nước M, cái tên Lâm Thanh Diện lần nữa trở thành một trong những chủ đề trà chiều trong miệng của mọi người. Vốn dĩ phố người hát nước M tổng cộng có mấy gia tộc siêu cấp như thế, kết quả sau khi Lâm Thanh Diện đến, mấy gia tộc siêu cấp này toàn bộ đều bị diệt, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy nhà họ Công Tôn và tứ đại gia tộc ngã xuống, nếu không căn bản sẽ không tin. Quan lĩnh bởi vì sự diệt vọng của tứ đại gia tộc, sự phát triển ở phố người hát nước M cũng không có bị bó tay bó chân nữa, tin chắc không cần bao lâu nữa phố người hát nước M sẽ xuất hiện thế lực mới, tiếp tục làm mưa làm gió ở đây. Lúc này, đại thù của Lâm Thanh Diện đều báo hết rồi, anh cũng quay về nước C, đưa ra lịch trình. Mà cùng vào lúc này, nhà họ Lâm ở Kinh Đô đang đối mặt với nguy cơ chưa từng gặp phải. chương 739, Nguy cơ của nhà họ Lâm Kinh Đô, trước cửa nhà tổ của nhà họ Lâm. Trên lôi đài được xây dựng nhanh chóng, một bóng người sừng sững đứng trên đó, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lẽ nhìn cửa lớn của nhà tổ nhà họ Lâm. Dưới lôi đài, đã bày mấy chiếc bàn và ghế, cùng chiếc ô lớn che nắng, bốn ông lão đang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà. Một ông lão trong đó, chính là đại trưởng lão của hình ý môn, Lý Trần Hiên. Khí thế của cảnh giới nửa bước tông sư từ trên người ông ta tản ra, trong ba người còn lại, có hai người về mặt khí thế đạt đến trình độ như Lý Trần Hiên, mà một người còn lại, khí thế càng ẩn ẩn siêu việt hơn ba người Lý Trần Hiên nhìn ra được, ba người Lý Trần Hiên đối với ông lão có khí thế mạnh mẽ này đều vô cùng cung kính. Nếu như có người có sự hiểu biết về giới cổ võ, nhìn thấy bốn người này ngồi cùng một chỗ, nhất định sẽ kinh sợ mà rớt con mắt xuống. Trừ Lý Trần Hiên của hình ý môn, hai người khác có cùng khí thế với ông ta, lần lượt là trưởng lão Thạch Khiêm của bát cực quyền nhất mạch, phó trưởng môn lưu ngạn xương của thất thương môn, thực lực của hai người này cũng đạt tới cảnh giới nửa bước tông sư. Mà ông lão có khí thế hơn ba người bọn họ, tên là La Liệt, là cao thủ của nhà họ La cổ võ thế gia, là một cường giả cảnh giới tông sư hàng thật giá thật. Bốn người này đều là cao thủ nổi danh uy chấn Giang Bắc, Hình Ý môn, Bát Cực môn và Thất Thương môn, đã coi là môn phái đại biểu của Giang Bắc, mà nhà họ La càng là cổ võ thế gia có địa vị kiên cố ở Giang Bắc. Dưới tình huống bình thường, những môn phái thế gia này sẽ không lộ diện ở trong xã hội thế tục, mà lần này bốn cao thủ hội tụ, tự nhiên là vì Lâm Thanh diện Lúc này người đứng trên lôi đài là người đứng đầu trong lớp trẻ của nhà họ La, tên là La Hạo, chưa đến 30 tuổi đã có thực lực nội kinh đại thành, là võ gia kỳ tài hiếm có đương thời. Đồ đệ của Lục Diên Thọ, mau chóng cút ra đây đánh với ta. Suốt ngày làm con rùa rụt cổ, cũng không ngại mất mặt. La Hạo vận khí đan điền, dùng âm lượng rất lớn hết một tiếng về phía cửa lớn của nhà tổ nhà họ Lâm, khắp nhà tổ nhà họ Lâm đều vang vọng giọng nói của La Hạo vị vãn bối này của nhà La Tông Sư, thật sự là kỳ tài hiếm có, không đến 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới nội kinh đại thành, tin chắc không cần đến mấy năm, nhà họ La liền có thể xuất hiện một vị Tông Sư nữa rồi. Lý Trần Hiên mỉm cười nói với La Liệt ngồi ở một bên. Thiên phú của cậu ta quả thật không tệ, có điều trong vài năm muốn bước vào Tông Sư, có hơi không thiết thực rồi. La Liệt khiêm tốn nói một cậu, có điều trên mặt không che giấu vẻ đắc ý. Đệ tử của Lục Diên Thọ cũng thật sự nhát gan, từ lần trước sau khi liên tiếp đánh bại ba người vậy mà ngay cả cửa cũng không dám ra thạch khiêm khinh thường nói lục diên thọ vốn chính là con rùa rụt cổ nhiều năm như thế chúng ta tìm kiếm tung tích của ông ta mãi không có bất kỳ manh mối nào nếu không phải lần này lý huynh biết được nhà họ lâm có đệ tử của lục diên thọ chúng ta muốn tìm được lục diên thọ còn không biết đến năm tháng nào nữa lưu ngạn sương cũng nói theo lý trần hiên lập tức hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, đệ tử của tôi chính là chết trong tay đệ tử của Lục Diên Thọ, người đó luôn không có lộ mặt, hiện nay cả nhà tổ đã bị chúng ta trông chặt, cậu ta nếu như không muốn người nhà họ Lâm xảy ra chuyện, sớm muộn gì sẽ hiện thân, đến lúc đó chúng ta từ trong miệng cậu ta ép hỏi tin tức của Lục Diên Thọ, sau đó giết cậu ta trả thù cho đồ đệ của tôi. Ba người gật đầu, đối với cái tên Lục Diên Thọ này, rõ ràng có thủ oán. Nội bộ nhà tổ nhà họ Lâm, trong phòng khách chính, các cao tầng của nhà họ Lâm cùng đám mục tu, Lý Tam Thốn, Lý Phủ Đồ đều tập trung ở đây, bầu không khí có hơi ngưng trọng. Hứa Bích Hoài sau khi sinh con, đã có thể xuống giường di chuyển, hiện nay đã hồi phục hơn 4 tháng, cơ thể và khí sắc của cô đều khôi phục trạng thái vốn có, cộng thêm làm mẹ, trên người có một loại quyến rũ riêng của thiếu phụ. Lâm Nhất Nặc lúc này ngoan ngoãn nằm trong lòng Hứa Bích Hoài, hai mắt to hiếu kỳ nhìn xung quanh, cái tay nhỏ thỉnh thoảng còn cho vào miệng mút bây giờ cả nhà tổ nhà họ lâm đều đã bị bọn họ trông chặt rồi chúng ta muốn đi ra cũng không được đồ ăn trong nhà cũng chỉ đủ cho 3 ngày nếu như ba ngày sau bọn họ vẫn không đi chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ chết đói ông đồ mở miệng nói không ít người đều lắc đầu thở dài hứa bích hoài cũng nhíu mày rõ ràng có hơi không biết nên làm thế nào lý tam thốn lúc này mặt mày áy náy nghe thấy lời của ông đồ cắn răng nói chuyện này đều là tôi gây ra nếu bọn họ không chịu đi vậy tôi đi ra liều mạng với bọn họ, cùng lắm là chết. Mục tu ở một bên vội cản anh ta lại, nói, bây giờ không phải lúc làm việc tùy hứng, anh ra ngoài cũng vô dụng. Lý Tam Thốn liếc nhìn mục tu, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Nửa tháng trước, Lý Trần Hiên của hình ý môn dẫn theo đệ tử đến nhà họ Lân, ở trước mặt nhà tổ nhà họ Lâm xây dựng lôi đài, yêu cầu Lâm Thanh Diện ra mặt, quyết chiến sinh tử trên lôi đài, trả thù cho Quách Nguyên. Lâm Thanh Diện không có ở đây, người ra mặt đương nhiên chính là Mục Tu và Lý Tam Thốn. Lý Tam Thốn lúc này đã học được nội kinh, lên đài chiến đấu với đệ tử mà Lý Trần Hiên dẫn tới, dựa vào thiên phú và thực lực xuất sắc mà liên tiếp đánh bại ba người. Lý Trần Hiên tức giận không thôi, định đích thân ra tay, Lý Tam Thốn liền mắng ông ta không biết xấu hổ, ức hiếp phản bối. Lý Trần Hiên bắt đầu nói hình ý một uy nghiêm cỡ nào, có địa vị cỡ nào trong giới cổ võ, đệ tử của bọn họ há để người khác có thể tùy ý giết, nếu như Lâm Thanh Diện không xuất hiện, liền lấy Lý Tam Thốn ra giết gà dọa khỉ. Trong lòng Lý Tam Thốn cũng tức tối, thấy Lý Trần Hiên đem tông môn ra, liền nói Lâm Thanh Diện và anh ta đều là đồ đệ của Lục Diên Thọ, không kém hơn hình ý môn. Lý Trần Hiên sau khi nghe thấy cái tên của Lục Diên Thọ thì lập tức dựng tóc, Lục Diên Thọ chính là đại địch số một của hình ý môn, hơn nữa cái tên này không chỉ là kẻ thù của hình ý môn, cả giới cổ võ, có một nửa người đều có mâu thuẫn với Lục Diên Thọ, thậm chí là tử thù. Lý Tam Thốn lập tức ngây dại, Mục Tu cũng không ngờ xuất hiện tình huống này, mau chóng dẫn Lý Tam Thốn trốn về nhà tổ nhà họ Lâm. Mà Lý Trần Hiên cũng không có trực tiếp ra tay, mà truyền tin thức đồ đệ của Lục Diên Thọ ở trong nhà tổ nhà họ Lâm, hai ngày sau, người của bát cực trưởng thất thương môn cùng nhà họ La đã tìm đến, mục đích chính là truy sát Lục Diên Thọ. Vì quy tắc của người học võ, cao thủ của bốn nhà này chưa trực tiếp ra tay, mà phái ra vãn bối, ở trên lôi đài hô Lý Tam thôn, Mục Tu đều bị đánh bại. Đối phương truy hỏi tin tức của Lục Diên Thọ, hai người chết cũng không nói. Lý Tam Thốn còn suýt vì thế mà mất mạng. Là hứa Bích Hoài bế con ra mặt, mắng nhiếp sự độc ác của những người học võ này mới cứu được hai người bọn họ trở về. Sau khi trốn vào nhà tổ nhà họ Lâm, bọn họ cũng không đi ra ngoài nữa. Bốn người Lý Trần Hiên không dễ ra tay với người bình thường của nhà tổ nhà họ Lâm, bèn trực tiếp phong tỏa nhà tổ nhà họ Lâm lại muốn đợi người bên trong khi không còn kiên trì được nữa, đến lúc đó bọn họ không thể không nói ra tung tích của Lục Diên Thọ. sư phụ của Lâm Thanh Diện thu nhận đồ đệ trước nay sẽ không nói tên họ của mình với bọn họ, đây là quy tắc đầu của bọn họ. mặc dù không biết tại sao, nhưng trước nay không ai từng hỏi. mà Lý Tam Thốn trong một lần vô tình khi thay sư phụ thu dọn phòng, nhìn thấy trên đằng sau những cuốn sách sư phụ viết những điều chiêm nghiệm về võ thuật, có viết cái tên Lục Diên Thọ. Lúc đó anh ta cảm thấy sư phụ không chịu nói tên của mình cho bọn họ, chắc chắn là vì cái tên này ở trên giang hồ có truyền thuyết vô cùng lợi hại, sư phụ không muốn bọn họ ỉ vào cái tên này mà sinh ra ngông cuồng. Mãi đến lần này, anh ta chẳng qua nhắc đến cái tên lục diên thọ này, thì kéo đến ba người nửa bước tông sư cùng một người chân chính là tông sư. Điều này quả thật phản chứng sự lợi hại của sư phụ, nhưng Lý Tam Thốn chưa từng nghĩ, sư phụ không có lưu lại truyền thuyết nào trên giang hồ, mà để lại một đống kẻ thù, còn đều là kẻ thù nửa bước tông sư và tông sư khiến người ta ra đầu tê dại. Suy nghĩ đến người bên ngoài chính là vì sư phụ mà đến, Lý Tam Thốn và Mục Tu không có cầu cứu sư phụ, dù sao bên ngoài có một tông sư cộng thêm ba người nửa bước tông sư, bọn họ không chắc sư phụ có thể ứng phó được hay không. Tổng hợp các nhân tố lại, nhà họ Lâm mới rơi vào đường cụt như lúc này. Vốn dĩ tôi còn tự tin thể nhất định sẽ giúp Lâm thanh diện quản lý tốt nhà họ Lâm, nhưng ai biết thương nghiệp của các người không có vấn đề gì, lại chọc đến một đống cao thủ võ lâm, cái này ai đỡ nổi. Tô Thành Hải mặt mày đau khổ thở dài nói một câu. chương 740, anh đừng trở về. Nước em mờ, trên một chiếc xe bus đến sân bay. Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trong tay cầm một chiếc túi thơm, túi thơm này là Giang Thu Nguyệt khi cáo biệt tặng cho anh. So với chiếc túi thơm hơn 4 tháng trước Giang Thu Nguyệt tặng Lâm Thanh Diện, thiết kế và độ thủ công của chiếc túi thơm này đều đạt tới trình độ nhất lưu, nhìn ra được Giang Thu Nguyệt đã tốn công như thế nào. Mặc dù có thể cảm nhận được một vài tình cảm đặc biệt của Giang Thu Nguyệt đối với mình, nhưng Lâm Thanh Diện đã là người đàn ông có vợ, đối với loại chuyện này thật sự không dám nhận. Kinh nghiệm của Trung Linh Nhi và Lương Cung Nhạn Sương đã nói cho anh biết, những cô gái này, anh sau này tốt nhất có thể không tiếp xúc thì đừng tiếp xúc, nếu không không chừng sẽ gây ra phiền phức gì đó khi đi Giang Trấn còn muốn để Lâm Thanh Diện dẫn theo Giang Thu Nguyệt, cùng về nước ở mấy năm, Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy trực tiếp từ chối, cho dù Giang Thu Nguyệt thật sự có suy nghĩ này, Lâm Thanh Diện cũng không dám tùy tiện dẫn một cô gái quay về. Cô ta nếu như muốn về nước phát triển, vẫn là tự mình về thì tốt hơn. Lúc này tên Mập và Dư Tùng đều ngồi ở phía sau Lâm Thanh Diện, Dư Tùng dựa vào cửa sổ ngủ kho kho, tên Mập mặt mày hiếu kỳ nhìn cảnh sát bên ngoài, ở ngục giam thứ năm mấy năm, mặc kệ nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Vốn sau khi Lâm Thanh Diện từ ngục giam thứ năm đi ra thì kêu tên mập tự mình rời đi, nhưng tên mập cảm thấy mình ở trong ngục giam thứ năm lâu như thế, đã thấy xa lạ với xã hội hiện đại, ra ngoài cũng không biết làm gì, còn không bằng đi theo Lâm Thanh Diện. Khoảng thời gian này anh ta đã biết bối cảnh của Lâm Thanh Diện không đơn giản, cái khác không nói, ít nhất đi theo Lâm Thanh Diện sẽ không đói bụng. Dư Tùng cũng là sau khi Lâm Thanh Diện lấy ra ẩn sát lệnh, liền quyết tâm sau này đi theo Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đi đâu thì ông ta đi đó, cả ẩn sát cũng đã được ông bí mật sắp xếp về nước C rồi, chỉ cần Lâm Thanh Diện cần, người của ẩn sát bất cứ lúc nào sẽ vì Lâm Thanh Diện mà bán mạng. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện cất chiếc túi thơm đi, rút điện thoại của mình ra, định gọi video cô với hứa Bích Hoài. Khi ở ngục giam thứ năm, Lâm Thanh Diện cách một khoảng thời gian sẽ gọi video cô một lần với Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài biết mình không có chuyện gì, hơn nữa sống rất nhàn nhã. Anh thật sự cảm ơn năng lượng điện mặt trời, nếu không, pin của chiếc điện thoại này của anh căn bản không cầm cự được 4 tháng. Có điều mấy ngày trước, cục pin năng lượng điện mặt trời đó bị hỏng nặng rồi, may mà Lâm Thanh Diện đã ra khỏi ngục giam thứ năm, cho nên không cần lo lắng vấn đề sạc pin nữa. Bởi vì chuyện gần đây tương đối nhiều Lâm Thanh Diện đã nửa tháng không có gọi video cô với Hứa Bích Hoài, mỗi lần đều gửi tin nhắn báo bình an. Không lâu sau, video được kết nối, sau khi nhìn thấy hai mẹ con Hứa Bích Hoài, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười dịu dàng. Hứa Bích Hoài lúc này đang nhức đầu vì đám cao thủ ở trước nhà tổ nhà họ Lâm, cho nên rõ ràng có hơi lo lắng. "Bà xã, anh rất nhanh sẽ trở về rồi, em sao nhìn trông có chút bất ổn thế, lẽ nào anh sắp về rồi em cũng không vui sao?" lâm thanh diện chú ý đến bộ dạng của hứa bích hoài mở miệng hỏi một câu trên mặt của hứa bích hoài mang theo một tia do dự một lúc sau mới mở miệng nói lâm thanh diện hay là anh đừng trở về nữa lâm thanh diện bỗng sững người vội mở miệng hỏi tại sao trong nháy mắt trong đầu của lâm thanh diện xuất hiện vô số suy nghĩ dựa theo kịch bản phát triển của những bộ phim trên tv mà anh từng xem phụ nữ nói mấy lời này bình thường đều là vì ở bên người đàn ông khác rồi lâm thanh diện lập tức hoảng rồi mở miệng hỏi bích hoài em có ý gì có phải vì anh quá lâu không có trở về có người nhân cơ hội chen vào mà em lại cảm thấy anh không thể ở bên em cho nên em đã hứa bích hoài nghe thấy lời này của lâm thanh diện bỗng không biết nên khóc hay nên cười nữa lườm lâm thanh diện mở miệng nói anh nói linh tinh vớ vẩn gì đó em sao có thể là loại người đó vậy vậy em tại sao không muốn để anh trở về lâm thanh diện vẫn có hơi không hiểu thậm chí có một tia ủy khuất hứa bích hoài thấy bộ dạng ủy khuất này của lâm thanh diện không nhịn được mà bật cười nói với lâm nhất nặc trong lòng nặc nặc mau nhìn ba con vậy mà giống như nàng dâu mới cưới còn ủy khuất kia anh nghiêm túc đó lâm thanh diện nghiêm túc nói hứa bích hoài cũng không tiếp tục đùa nữa biết chuyện này lâm thanh diện cũng có quyền biết bèn kể lại một lượt tất cả mọi chuyện Bây giờ bên ngoài nhà tổ của nhà họ Lâm có ba người nửa bước tông sư và một tông sư canh chừng. Mặc dù em không rõ đây rốt cuộc có ý gì, nhưng nghe thì thấy rất lợi hại, cho nên anh bây giờ vẫn đừng nên trở về, nếu không bọn họ để đổ hết lên đầu của anh. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ sư phụ của mình vậy mà có nhiều kẻ thù như thế, chỉ vì một cái tên đã dẫn tới một tông sư và ba người nửa bước tông sư rồi thật ra em cảm thấy chuyện này vẫn phải giao cho sư phụ của anh xử lý, dù sao những người này là đến tìm ông, dựa vào bản thân chúng ta căn bản không ứng phó nổi với những người này, bây giờ trong nhà đồ ăn đã sắp hết rồi, đến lúc đó nếu như chuyện này còn không giải quyết được, nặc nặc sợ rằng sắp nhịn đói rồi. Hứa Bích Hoài bất lực thở dài, thân làm mẹ, cô càng phải suy nghĩ thay cho con. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một lát, mỉm cười nói, không cần, chuyện này anh về giải quyết là đủ rồi, anh ngày mai sẽ trở về, Đến lúc đó anh sẽ giải quyết những phiền phức này, muốn để nặc nặc của chúng ta nhịn đói, tuyệt đối không được. Hứa Bích Hoài lập tức trợn to mắt, mở miệng nói, Lâm Thanh Diệt, chuyện này không phải trò đùa, đó là một tông sư, còn cộng thêm ba người nửa bước tông sư. Em nghe Lý Tam Thốn nói, khi anh rời đi, cũng mới có thực lực nội kinh đại thành, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trên mặt Lâm Thanh Diệt lộ ra một tia trêu đùa, nói, bà xã. Em cảm thấy khoảng thời gian anh sống nơi hoang dã chỉ để trồng khoai tây sao? Yên tâm đi, nếu anh đã dám nói lời đó thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Trên mặt Hứa Bích Hoài lộ ra một tia nghi ngờ, có điều trong ấn tượng của cô, Lâm Thanh Diện trước nay chưa làm gì mà không chắc chắn, hơn nữa việc đến nước này, cô cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Thanh Diện. Sau khi tắt video cô, ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên tối sầm lại, khi Huyền Kình tiểu thành, anh đã có thể đánh trọng thương cao thủ cảnh giới tông sư. Hiện nay Huyền Kình đại thành, cho dù một tông sư và ba nửa bước tông sư, ở trước mặt Lâm Thanh Diện cũng không tính là cái gì cả. Nhà tổ nhà họ Lâm, Hứa Bích Hoài gọi tất cả mọi người đến phòng khách, tuyên bố, những người bên ngoài tạm thời không cần lo lắng nữa, Lâm Thanh Diện ngày mai sẽ trở về, anh ấy sẽ xử lý những rắc rối này. Mọi người nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài thì mặt mày đều chấn động. Vẫn là đừng kêu Lâm Thanh Diện trở về, đó là một tông sư và ba người nửa bước tông sư lâm thanh diện trở về thì sẽ như ý nguyện của bọn họ sắc mặt của mục tu ngưng trọng nói lâm thanh diện nói anh ấy sẽ giải quyết chúng ta chỉ cần đợi anh ấy trở về là được rồi hứa bích hoài nhấn mạnh một lần mọi người đều thở dài bất lực cho dù lâm thanh diện có tự tin này trong lòng bọn họ vẫn không tin dù sao cảnh giới tông sư là cảnh giới đỉnh phong trong giới võ học lâm thanh diện thiên phú quả thật kinh người nhưng có kinh người hơn nữa, anh chỉ có hơn 20 tuổi thì có thể kháng cự lại với Tông Sư sao? Hiện nay bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện, Lý Trần Hiên bọn họ đến lúc đó thủ hạ lưu tình một chút. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 740